Hello, chào bác, quay trở lại với số phạm huấn nhá. Bên em ship hàng toàn quốc, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship và ship code toàn quốc dưới 200.000. Vui lòng cộng cho em thêm 30.000, 20.000 ship được các bác nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái túi thả bồn cầu nhá. Một túi này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 10 viên. Thì các bác cứ dùng cho em là một tháng một viên là ok đó. Đa số là các bác dùng thì có thể là một tháng hoặc hơn một tháng thì các bác dùng cho em là một túi này là dùng một năm là ok. Các bác cứ thả cái viên này vào cái bồn cầu là nó sẽ nước nó sẽ ra màu xanh. Thì chức năng của nó thứ nhất là tẩy sạch đấy. Thứ nhất là tẩy sạch, thứ hai là diệt khuẩn và thứ ba là thơm nhá. Đấy. Thứ nhất là sạch này, đấy, thứ nhất là sạch nhá. Thứ hai là diệt khuẩn này và thứ ba là thơm. Giá thì chỉ có 15k thôi. 15k cho một cái túi xả thả bồn cầu này, lên cho em là túi thả bồn cầu 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ 6 hũ gia vị nhá. Đấy, bộ 6 hũ gia vị. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái giá như này và bao gồm cho các bác là 6 hũ nhá, 6 hũ, một cái giá xoay như này và có kèm cho các bác là 6 hũ như này. Giá thì sẽ là 130.000 cho cái bộ 6 hũ gia vị như này. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là 6 cái hũ. 6 hũ như này thì rất là tiện. Các bác có thể là để mình đựng muối, mắm, mì chính, hạt tiêu rồi các cái loại hạt các bác cho vào đây cho em. Đó, vào đây thì nó sẽ có cho các bác là cái lỗ nhỏ này, lỗ to và lỗ to hẳn luôn. Ba loại lỗ này thì rất là tiện. Chất liệu của nó thì bằng thủy tinh nhá, cực kỳ dày dẫn, bền bỉ và chắc chắn. Đấy, nắp của nó bằng inox như này và có thể xoay như này. Các bác cho vào cho em là rất là tiện luôn. Lên cho em là bộ 6 hũ gia vị nhá, 6 hũ gia vị. Giá của nó sẽ là 130.000. Đấy, 6 hũ gia vị này. 6 hũ gia vị, giá sẽ là 130k nhá. 130.000 thì cái bộ 6 hũ gia vị như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác rồi, bỏ ra cái quyển sách. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ dao đen nhá. Bao nhiêu nhỉ? Lên theo là bộ dao đen, giá sẽ là 130.000. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một kéo này. Đấy, rất là sắc luôn. Kéo này thì chức năng là cắt gà, cắt cá, thực phẩm thức ăn này, mở nắp chai này, khui bia này, rất là đa di năng luôn nhá và kéo rất là bén này. Tiếp theo là một cái liếc này. Cái liếc này thì để các bác mài dao, ngoài mài dao theo bộ này thì các bác có thể mài các loại dao khác đều ok. Tiếp theo là sẽ có cho các bác là ba con dao, thì nó sẽ có cho các bác là một con dao thái như này nhá, con dao thái như này. Con này thì con dao thái này thì cũng rất là sắc luôn các bác này, đấy, rất sắc luôn các bác nhá, rất sắc luôn. Cán của nó thì là bằng cán nhựa thôi nhá, cán bằng cán nhựa thôi, nhưng mà rất là chắc, sắc liền thân các bác nhá, đấy, rất là chắc chắn luôn. Đó, cán nhựa như này. Đấy, tiếp theo nó sẽ là có là một con dao thái bản to này và một con dao chặt. Thì con chặt này thì nó dày vừa phải thôi, cho nên các bác dùng để băm chặt nhẹ nhàng thì được nhá, chứ còn không chặt được mạnh đâu. Đấy, không chặt được đồ gì đâu. Đấy. Và dao rất là bén luôn nhá, dao rất bén luôn các bác này. Đó, rất là bén luôn. Đấy, và con này thì con chặt, con này các bác chặt nhẹ nhàng hoặc là chặt gà cũng được, chặt gà cũng được nhưng mà gà nhỏ thôi, còn gà to là không chặt được đâu các nhá. Đấy, gà nhỏ thôi. Dao rất là bén luôn các bác nhá. Đó, thì sẽ bao gồm cho các bác là ba con dao này, ba dao một kéo và một ba dao một kéo và một rũa như này. Đấy, lên trên là bộ dao đen, giá sẽ là 130.000 nhá. Bộ dao đen này, lên trên là bộ dao đen, bộ dao đen giá sẽ là 130k nhá, 130k. Đó, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao chặt to đây. Đấy, các bác lên cho em là dao chặt 1 cân nhá. Con này thì nó sẽ là dòng dao chặt 1 cân này, hàng made in Japan bác này. Đấy, made in Japan. Con này thì dao chặt 1 cân. Đấy, nặng là 1 cân. Con này thì các bác dùng để chặt gà, chặt cá, xương trâu, xương bò đều được hết. Bản của nó dày khoảng 5 ly nhá. Đấy, cán liền và chốt 3 đinh như này. Đấy, phần lưỡi này thì dài khoảng là 25 cm và tổng thể chiều dài của dao thì khoảng trên 30 cm. Rất là nặng luôn, nặng khoảng 1 kg nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên cho em là dao 1 cân nhá, dao 1 cân. Dao 1 kg, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 230k nhá, 230.000. Đó, lên cho em là dao 1 cân, giá sẽ là 230.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ các bác lên mã giúp cho em đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Đấy, thì các bác mua về để mình cạo râu, vệ sinh mặt có nhá. Ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 lưỡi này, 30 lưỡi như này và kèm một bàn cạo và một lọ kem. Đấy, một bàn cạo, một lọ kem và 30 lưỡi như này nhá. 30 lưỡi như này. Giá thì chỉ có 60 cành thôi. Lưỡi của nó là lưỡi kép nhá, lưỡi kép. Dùng thì cực kỳ là sắc bén luôn, sắc bén luôn. Các bác dùng để mình cạo râu, vệ sinh cạo râu và vệ sinh mặt. Đấy. Thì rất là ok, giá rất hợp lý thôi. Một cái bộ lưỡi kem như này mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá chỉ có 30.000 thôi nhá. 60.000. Bao gồm cho các bác là 30 lưỡi và một bàn cạo, một
30 lưỡi, một bàn cạo, một hộp kem. Đấy, mà giá chỉ có 60.000 thôi. Đấy, lên cho em là bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem. Đấy, cả lưỡi cả kem luôn. Giá sẽ là 60.000. 60.000 cho một cái bộ lưỡi kem như này. Rất tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sách các bác lên mã giúp cho em đó là cái bộ màu vịt nhá, bộ màu vịt. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ màu như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các em bé nhà mình. Đây, đấy. Sẽ bao gồm cho các bác là màu sáp, màu nước, màu bột, màu chì, rồi tẩy, rồi gọt bút, rồi đa di năng luôn. Đấy, lên cho em là bộ màu vịt nhá, bộ màu vịt rất đẹp như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá sẽ là 130.000 cho cái bộ màu vịt như này nhá. Đấy, màu bột này, màu sáp, màu nước, màu chì, tất cả các loại màu như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 nhá. 130.000, hàng nguyên trong cái hộp gỗ như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các bé nhà mình rất là ok. Lên cho em là màu vịt nhá. Đấy, màu vịt giá sẽ là 130.000. 130.000 cho cái bộ màu vịt như này. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đũa sợi thủy tinh 7 màu nhá. Đũa sợi thủy tinh 7 màu như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000. Đợt này về cho bác giá tốt chỉ còn là 60.000 cho một cái vỉ đũa sợi thủy tinh 7 màu như này nhá. Đấy, lên cho em là đũa 7 màu. Nó rất là đẹp luôn. Một vỉ này của nó là bao gồm là 5 đôi, được làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc nhá. Giá thì rất là tốt luôn. Một hộp như này bao gồm là 5 đôi. Đấy, một hộp là 5 đôi và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có cho các bác là một vỉ như này. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một vỉ đũa như này. Đấy, đũa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, được làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu nhiệt độ cao. Lên cho em là đũa 7 màu nhá. Đũa 7 màu. Đũa 7 màu giá của nó sẽ là 60.000. Đấy, 60.000 cho một vỉ đũa 7 màu như này. Tiếp theo thì bên shop có về cho bác cái đũa Nhật cao cấp đây. Lên cho em là đũa cô gái nhá. Đũa cô gái. Một vỉ này của nó sẽ là 10 đôi. Đấy, cũng là được làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc. Hàng đũa cô gái Nhật nhá. Giá sẽ là 50.000 cho một vỉ đũa cô gái Nhật như này. Lên cho em là đũa cô gái Nhật, giá sẽ là 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái xiên hoa quả nhá. Đấy, thì một vỉ này của nó, một hộp này sẽ là bao gồm là 10 chiếc nhá. Hộp này sẽ là 10 chiếc như này. Hàng dày dẫn chắc chắn bằng inox 304, hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Winling hay người của Đức đây. Đấy, hàng thương hiệu Winling hay người của Đức này. Một vỉ này của nó sẽ là 10 chiếc. Đấy, một hộp này là 10 chiếc và giá sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho một hộp 10 chiếc như này. Các bác có thể mua để mình ăn hoa quả thì mình xiên vào nó rất là tiện để mình dùng ăn hoa quả nhá. Dùng ăn hoa quả rất là tiện luôn. Đấy, lên cho em là xiên hoa quả nhá. Xiên hoa quả một hộp như này của nó là 10 chiếc và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. 50.000 trong hộp 10 chiếc như này. Lên cho em là xiên hoa quả nhá. Xiên hoa quả này. Xiên hoa quả giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho một hộp bao gồm 10 chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn tinh dầu đuổi muỗi nhá. Quay lên cho em là đèn tinh dầu đuổi muỗi. Con này thì chức năng của nó là đuổi muỗi. Về nhà thì các bác xoáy cho em cả đèn cả tinh dầu vào. Đấy, tinh dầu các bác xoáy vào đây cho em. Đấy, chức năng của nó giúp cho các bác là đuổi muỗi nhá. Đấy, đây nó sẽ có cho các bác một cái lọ tinh dầu như này. Các bác xoáy cái nắp trắng này vứt đi, sau đó thì xoáy vào đây cho em và bật công tắc lên. Đấy, dây của nó thì có thể là rút ra hoặc đua vào được nhá. Đấy, một cái bộ đèn tinh dầu đuổi muỗi như này. Giá thì chỉ có 70.000 thôi. 70.000 cho cả đèn cả tinh dầu luôn nhá. 70.000 cho cả đèn cả tinh dầu. Và hết thì các bác có thể mua thêm tinh dầu, bên em có bán sẵn cho bác luôn. Hàng này thì nó cũng xuất đi khá là nhiều nước nhá. Đấy, xuất đi khá là nhiều nước luôn. Đấy, lên cho em là đèn tinh dầu đuổi muỗi nhá. Đèn tinh dầu đuổi muỗi. Giá của nó sẽ là đèn tinh dầu muỗi giá của nó sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho một cái bộ đèn tinh dầu muỗi như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái gen, các bác lên mã giúp cho em đó là gen co nhiệt nhá. 50.000 cho một cái hộp gen co nhiệt như này. Hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 328 đầu này. To nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ cả cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là gen co nhiệt 328 đầu, to nhỏ lớn bé đầy đủ cho các bác. Các bác có thể sử dụng trực tiếp đấy, đấu dây điện và sau đó thì mình luồn vào và mình đốt đi là nó sẽ sun vào, nó sẽ rất là chắc chắn và bền bỉ cho các bác nhá. Đấy, lên cho em là gen co nhiệt nhá. Giá của nó sẽ là 50.000 cho một hộp bao gồm 328 đầu. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái lấy dây tai đa năng nhá. Lên cho em là lấy dây tai đa năng thì giá của nó sẽ là 30.000 cho một bộ như này, bao gồm cho các bác là 6 đầu luôn. Đấy, 6 đầu như này,
bằng inox 304 nhá, bao gồm cho các bác là 6 đầu lấy dây tai luôn. Rất là tiện, các bác có thể dùng để mình treo vào móc khóa xe mình sử dụng trực tiếp hoặc là để ở nhà. Đấy, rất là tiện. Lên cho em là lấy dái tai nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là lấy dái tai đa năng. Giá thì chỉ có cho các bác là 30.000 thôi. 30.000 cho một cái bộ lấy dái tai đa năng như này. Rất tiện ích để các bác có thể sử dụng gọi là mình sử dụng trực tiếp khi mà mình mang đi hoặc là treo vào móc khóa, rất là tiện. Tiếp theo thì em lên cho bác cái tay gọi cái này gọi là cái hít cửa nhé. Đấy, các bác đưa vào trong các cái cửa của mình, các cái tay nắm cửa của mình đó, và các bác khi mình đóng mở thì nó sẽ giảm chấn này, giảm chấn và nó sẽ hít vào, nếu có gạch men là nó sẽ hít vào như này các bác này. Đấy, có gạch men nó sẽ hít như này thì nó sẽ giữ cho cái cửa của mình nó luôn là giữ. Đấy, rất là tiện. Và lên mã giúp cho em là hít cửa, giá sẽ là 15k nhé. Đấy, 15k cho một chiếc hít cửa như này. Các lên cho em là hít cửa này. Đó, hít cửa, giá của nó sẽ là 15k một chiếc nhé. 15k cho một cái hít cửa như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo tỉa các bác này. Đấy, lên cho em là kéo tỉa inox nhé. Con này sẽ là 50.000. 50.000 cho một con kéo tỉa inox như này. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan này. Con này các bác dùng để tỉa cây, tỉa cành, tỉa dăm rất là tiện luôn. Đấy, tỉa rất là ngon các bác. Đấy, cắt tỉa rất là ngon luôn nhá. Đấy, các bác dùng tỉa cây, tỉa cành, tỉa dăm rất là tiện. Giá thì chỉ có 50k thôi. Lên mã giúp cho em đó là kéo tỉa inox nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết này. Đấy, lên cho em là kéo tỉa inox, giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho một con kéo tỉa như này. Đấy, hàng của Nhật made in Japan. Giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. Đấy, bộ 5 khay inox siêu mỏng, giá thì chỉ có 50.000 thôi. 50.000 trong cái bộ 5 khay inox siêu mỏng như này. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho bác là 5 khay và nắp của nó là nắp nhựa này. Nắp của nó là nắp nhựa, khay nào nắp đấy các bác, khay nào nắp đấy, rất là tiện luôn. Đó, đây, hàng thì cũng tương đối là quân sinh để các bác có thể sử dụng đựng thực phẩm, đựng thức ăn nhá, đựng thực phẩm, đựng thức ăn. Bộ của nó sẽ bao gồm là 5 khay như này, 1 2 3 4 5. 5 khay inox siêu mỏng nhá. Đó, khay nào thì nắp đấy luôn. Nắp của nó là nắp bằng nhựa như này. Các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn trong tủ lạnh các thứ rất là ok. Đấy, 5 khay inox siêu mỏng nhá. 5 khay inox siêu mỏng. Giá của nó, khay inox siêu mỏng này, khay inox siêu mỏng, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k trong cái bộ 5 khay inox siêu mỏng như này. Các bác dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín, để trong tủ lạnh hoặc để ngoài đều ok hết. Giá thì rất là hợp lý cho bác luôn. Bộ 5 khay inox siêu mỏng, giá sẽ là 50k nhá. 50k đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Bên em thì gọi là ship hàng toàn quốc luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra thanh toán. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Dưới 200 thì các bác cộng thêm cho em 20.000 tiền ship nữa nhá. Cộng em 20.000 tiền ship nữa. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là kia mắc treo quần áo nhá. Đấy, các bác lên cho em là mắc gỗ này, mắc áo gỗ. Đấy, lên cho em là mắc áo gỗ như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k cho một cái mắc áo gỗ như này nhá. Lên cho em là mắc áo gỗ 40k. Cái này thì nó sẽ có sẵn cho các bác là một cái sắt như này và nó có sẵn lỗ rồi. Về nhà các bác chỉ cần xoáy vào cái gen này cho em xong này. Xoáy cái lỗ này để mình treo quần áo, treo đồ. Đấy, con này thì đa di năng luôn. Ngoài treo quần, treo áo thì các bác có thể treo đồ đoàn các thứ. Đấy, mình treo lên cửa sổ này, sau đó thì mình có thể treo lên vào những cái mắc này, nó rất là tiện. Lên cho em là mắc gỗ nhá, mắc gỗ. Giá sẽ là 40.000. Đó. Mắc gỗ này. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k những cái mắc gỗ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái các bác lên đã giúp cho em đó là kệ góc vuông nhá, kệ góc vuông. Đấy, kệ góc. Thì cái này các bác về nhà các bác cắt đôi cái tấm dán này ra, đấy, cắt đôi tấm dán này ra cho em, sau đó thì mình sẽ treo vào nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều được hết nhá. Đấy, cái này thì em còn một ít nữa, thanh lý cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là kệ góc nhá, thanh lý nốt cho bác cái giá đó là 40.000 cho một cái kệ góc như này thôi. Giá chỉ có 40k nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kệ góc, giá sẽ là 40.000. Đó, kệ góc này. Giá của nó sẽ là 40k một chiếc. 40.000 cho một chiếc kệ góc như này nhá. Giá thanh lý cho các bác nhá. Nó chỉ có một cái móc dán như này thôi, về nhà các bác cắt ra làm đôi, sau đó thì mình treo vào cho em nhé. Treo vào cho em là ok. Đó, đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhé, nó sẽ là một cái kệ như này. Đấy, về nhà các bác bóc cái miếng dán này ra cho em này. Đó, sau đó thì mình treo lên tường cho em. Nó rất là tiện luôn. Đó, các bác có thể để rất là nhiều đồ đoàn được nhá. Đó, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều được hết. Đấy, dán vào, nó chịu được
tương đối là nặng đấy, thì các bác để đồ là rất là sạch sẽ, xịt nước vào cũng ok, nó rất thoải mái luôn. Giá thì chỉ có 40.000, thanh lý cho bác giá tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cây lấy dấu nhá. Cây lấy dấu, giá thì sẽ là 40.000 cho một cây lấy dấu như này. Các bác có thể dùng để mình lấy dấu rồi đánh dấu các cái vật cũng đều ok đây các bạn. Đấy, các bác nhấp này sẽ có dấu luôn. Đây. Đấy, đánh dấu trên gỗ, trên sắt, trên thép đều được hết nhá. Đấy, trên gỗ, trên sắt, trên thép đều được hết, rất là tiện. 40k cho một cây lấy dấu như này thôi. Giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kìm đầu bằng nhá. Đấy, các lên cho em là kìm bạc này. Kìm bạc đầu bằng, đó kìm bạc đầu bằng như này. Đấy, con này thì sẽ là 180.000 cho con kìm bạc đầu bằng như này. Rất là tiện ích cho các bác luôn. Đấy, hoặc các bác lên cho em là kìm đầu bằng FO nhá, kìm đầu bằng FO. Đấy, giá cái kìm FO của Nhật đây dài 220 mm, 2 tức là 22 cm, hàng của Nhật này. Đấy, Japan đây. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000. Lên cho em là kìm đầu bằng FO 180.000 nhá. Đấy, kìm đầu bằng FO 180.000 một con như này. Đa di năng cho các bác luôn. Đấy, con này thì dùng đa di năng nhá. Tuốt dây bấm cốt các thứ rồi cắt xoắn dây đều ok hết. Kìm bằng FO này, kìm FO. Giá sẽ là 180k cho cái kìm FO như này nhá, kìm bạc FO. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai xịt inox nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái chai xịt inox đa di năng như này. Các bác có thể dùng để mình xịt inox này rồi là xịt chống rỉ, chống han rỉ, chống sét các bác này. Đây, các bác xịt được cho em. Đấy, nó sẽ là một cái lớp inox trắng mỏng như này. Đấy, lên cho em là sơn inox nhá. Sơn inox giá sẽ là 80k. 80k cho một chai sơn inox như này nhá. Giá sẽ là 80k các bác này. 80.000 cho một chai sơn inox như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay hấp bánh bao nhá. Khay hấp bánh bao như này. Đây nó sẽ là một cái khay rất là tiện ích để các bác dùng để mình hấp bánh bao hoặc là đựng hao cả, hàng bằng inox 304, dày dẫn chắc chắn các bạn, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, để các bác dùng để mình hấp bánh bao hoặc là đựng hoa quả rất là ok. Đó, khi mở ra thì nó sẽ như này. Các bác có thể đựng hoa quả hoặc hấp bánh bao hoặc là chiên dùng để hấp đồ ăn rất là ok. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 cái khay hấp bánh bao này thôi. Khay hấp bánh bao giá sẽ là 50k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là kia các bác lên cho em là cà lê 8 đầu đa năng nhá. Cà lê 8 đầu bạc này. Đấy, 8 đầu bạc nó sẽ là màu bạc như này. Đó, cà lê 8 đầu bạc, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và cái giá thì sẽ là 130.000 cho một con cà lê 8 đầu bạc như này nhá. Hàng của thương hiệu Rama Shikensei các bác này. Đấy, hàng của Nhật nhá. Giá sẽ là 130.000 nhá, 130k cho một con cà lê 8 đầu bạc như này. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 8 đầu. Đấy, bên này thì 8, 10, 11, 13 và bên này thì sẽ là 13, 14, 17, 19. Đấy, rất là đa di năng cho bác luôn. 8 đầu như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 thôi. 130.000 cho con cà lê 8 đầu bạc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vít đen trợ lực nhá. Đấy, vít đen trợ lực này. Con này thì giá sẽ là 60.000 cái bộ vít đen trợ lực như này. Đấy, bao gồm cho các bác là 6 cây vít với 12 đầu khác nhau nhá. Mỗi đầu là một loại khác nhau nhá. Ba khe lục giác, mũi khế, hoa thị đầy đủ cho bác luôn. Đây, các bác chỉ cần đút vào này cho em xong này. Đấy. Con này thì nó sẽ là có xoáy nhanh nhá. Đấy, thứ nhất là có xoáy nhanh, thứ hai có đảo chiều và thứ ba là có trợ lực rất là tốt luôn, và các bác có thể tùy chỉnh dài ngắn, có trợ lực thép CRV. Giá thì chỉ có 60.000 cho một con tô vít như này thôi. Đấy, lên cho em là tô vít đen. Đấy, nó sẽ là màu đen như này. Lên cho em là tô vít đen. Giá sẽ là 60.000. Các bác có thể dùng để mình gọi là xoáy rồi vặn vít các thứ rất là ok nhá. Đấy, tô vít đen trợ lực giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Đấy, các bác đã có ngay một con vít đen trợ lực đa năng luôn, giá sẽ là 60k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái vòi nước. Các bác lên cho em là vòi cam xanh nhá. Đấy, nó sẽ là hai loại vòi như này. Một là màu cam, hai là màu xanh. Đấy, nó sẽ có hai màu, màu cam, màu xanh. Thế nên là bên em lên nó sẽ là vòi cam xanh nhá. Vòi cam xanh. Và hôm nay thì bên shop gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, một con vòi cam xanh như này. Đấy, giá sẽ là 50.000 nhá, 50.000 chia ra làm hai đường nước luôn, một hai đường nước như này. Đó, rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Màu cam và màu xanh thì lên mã giúp cho em đó là vòi cam xanh nhá. Vòi cam xanh, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 cho một cái vòi cam xanh như này, hai đường nước, có gen để các bác xoáy kết nối. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn năm cánh nhá. Đấy, bóng đèn năm cánh như này. Cứ dọn đi, cứ dọn đi. Đèn 5 cánh như này các bác nhá. Ở đây nó sẽ là một con bóng đèn 5 cánh như này, siêu sáng cho các bác luôn. Giá thì sẽ là 125.000 nhá, 125k. Đấy, lên trên là đèn 5 cánh, giá sẽ là 125.000. Con này thì siêu sáng luôn này các bác. Đấy, cái chỗ em quay này. Đấy, rất sáng nhá, sáng chói chang luôn các bạn. Đấy, giá sẽ là 125.000 cho một con đèn 5 cánh như này. Rất sáng luôn các bạn. Đấy, cái chỗ em quay đây, rất sáng luôn. Đó, bóng rất sáng luôn nhá. 125.000 cho con đèn 5 cánh như này.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng của Hàn Quốc này. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 30 chiếc, giá sẽ là 110.000 nhá. 110.000 cho 30 chiếc như này. Xanh, đỏ, tím, vàng đầy đủ cho các bác luôn. Được làm từ sợi than tre hoạt tính các bác nhá, sợi than tre hoạt tính Hàn Quốc đây, Korea nhá. Con này nó đang bán ở siêu thị Việt Nam mình là 36.000, nhưng mà riêng hôm nay bên shop tri ân bán cho bác cả hộp này, giá chỉ có 110.000 thôi. 110.000 cho một hộp như này nhá. 110.000. Một hộp này là 110.000, 30 chiếc nhá. 30 cái này bằng 110k nhá. Mua 4 cái là bằng 20.000, bán từ 4 cái trở lên, và 10 cái thì sẽ là bằng 40k nhá. Các bác mua cả chục thì sẽ là 40.000, mua 10 cái thì sẽ là 30 cái là 110.000, còn 4 cái thì sẽ là 20.000 nhá. Bên em bán thì 4 chiếc trở lên. Đó, rồi ok. Đây rồi các bác ơi, chuẩn bị đến Noel rồi các bác nhá. Chúc các bác một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp bên gia đình và người thân các bác nhá. Đó, nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video để gửi tới các bác. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác là đã gọi điện thì không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Nay thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước rút tự hãm nhá. Cái thước rút tự hãm thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, một mẫu là 7,5m và một mẫu là 5m nhá, 7,5m và 5m. Dòng này ưu điểm của nó thì số to rõ ràng, thước bản to. Đấy. Thước bản to, số to rõ ràng và rút ra nó sẽ tự hãm như này. Thước bản to và rất là cứng luôn nhá. Rất cứng thì các bác khi mà mình đo thì mình có thể đo vươn ra dài như này được, thì nó sẽ rất là dễ sử dụng. Đấy, và các bác cứ bóp này nó sẽ vào này, bóp này nó vào này. Đấy. Đấy gọi là thước rút tự hãm nhá. Lên cho em là thước rút tự hãm rất là tiện luôn. Đấy. Các bác không cần phải quan tâm đến cái việc là phải hãm nó lại nó mất công. Đấy, các bác cứ này là xong. Đó, sử dụng rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là con 5m này sẽ là 40.000. Và con 7,5m này sẽ là 50.000 nhá. 40.000 cho con 5m và con 7,5m này sẽ là 50k. Đó, rất đơn giản vậy thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con sản phẩm đó là cái bình tưới cây nhá. Đấy, hồ lô tưới cây. Lên xem là hồ lô tưới cây, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Con này thì rất là nhiều chức năng nhá. Có van xả hơi này, có lẫy khóa bơm tự động này và rất nhiều chức năng các bác nhá. Đấy, con này thì xịt rất là mạnh. Và dung tích của nó rất là lớn luôn, 2 lít. Các bác có thể dùng để gọi là phun thuốc trừ sâu này, tưới cây cảnh, hoa lan, hoa liếc đều được hết nhá. Ok hết luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 cho một con hồ lô tưới cây này thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là hồ lô tưới cây, giá sẽ là 120.000 một chiếc nhá. Đấy, cuối năm thì các bác có thể mua về để tưới cây này, xịt rửa hoa lan, hoa liếc các kiểu con là điệu luôn. Đó, hồ lô tưới cây, hồ lô này, hồ lô tưới cây giá sẽ là 120k nhá. 120k, dung tích của nó là 2 lít, con này rất tiện luôn. Đấy, có van xả này, có van xả khi mà các bác con này bơm của nó thì nó rất là nhẹ nhá, các bác bơm rất là nhẹ, chỉ cần dùng hai ngón tay cũng được này. Có van xả hơi này, đấy khi mà hơi bị đẫy quá các bác có thể xả ra này. Đấy, rất tiện ích luôn. Và có lẫy khóa nhá, và có đầu để điều chỉnh phun xương nhá. Giá chỉ có 120.000 cho con hồ lô tưới cây này thôi. 120k. Lên mã giúp em đó là hồ lô tưới cây này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thẻ các bác nhá. Đó, lên cho em là máy đọc thẻ. Con này thì các bác mua về để cho trẻ em nhà mình học tập rồi nghiên cứu sáng tạo. Đó, giá thì rất hợp lý, chỉ có 90.000 cho con máy đọc thẻ như này thôi. Về nhà các bác bật cái nút nguồn này lên cho em này. Đấy. Và đây nó sẽ có một bộ cho các bác là 112 thẻ nhá, 112 cái thẻ với rất là nhiều chủ đề khác nhau. Đây. Đấy, bố mẹ rồi cây cối rồi động vật rồi, nói chung là rất là đa di năng luôn. Đấy, tàu bay rồi tàu hỏa rồi xe cộ, đầy đủ cho các bác nhá. Đấy, rất là ngon lành. Về nhà các bác chỉ việc là cho các em nó thả sức sáng tạo thôi. Đấy, các bác nhét vào cho em nhá. Đây, ví dụ nhét vào đây này. Đây các bác này, đó. Con này nó có cả tiếng Anh, cả tiếng Việt luôn nhá, song ngữ luôn các bác nhá. Xe cứu thương. Đó, 100 trước con này em đang bán là 130.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn 90 cành thôi. Một cái bộ của nó bao gồm là 112 cái thẻ như này với 224 từ vựng nhá. Tha hồ thoải mái cho các em nó thả sức xem sáng tạo, ngâm cứu rồi vui chơi. Đấy, vừa là đồ chơi công nghệ, vừa là tránh xa điện thoại, máy tính bảng, TV, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ máy đọc thẻ như này nhá. Lên cho em là máy đọc thẻ, giá sẽ là 90k. Đó, máy đọc thẻ này. Máy đọc thẻ, giá sẽ là 90k nhá. Tiếp theo thì
bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hũ đựng tam bằng đồng nhá. Có lên cho em là hũ tam bằng đồng. Con này thì nó thực tế là nó là hàng hợp kim và mạ đồng thôi chứ không phải là nguyên đồng 100%. Ở đây nó sẽ có từ 15 đến 20% đồng được tráng bên ngoài. Em bảo hành màu cho bác dùng từ 5 đến 10 năm nguyên màu đồng như này, rất là đẹp luôn. Các bác chỉ cần cho tam bằng này thôi, cho tam bằng này mình ấn này. À, ấn này là tam nó sẽ đẩy lên, rất là tiện. Không dùng nữa thì ấn vào sạch sẽ, vừa để co trang trí trên bàn, vừa dùng để làm hộp tam rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có 95.000 thôi. Lên mã giúp em đó là hộp tam đồng nhá, hộp tam đồng 95k một hộp như này, 95.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái máy trà gót chân nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con máy rất là tiện ích này. Các bác dùng để mình trà gót chân rồi mài các cái phần da thừa. Ở đây có cho các bác là một cáp sạc và thêm một cái viên đá nữa đây. Các cái đầu ngón tay ngón chân các bác bị da khô nứt nẻ này. Đấy, hoặc là các cái phần vị trí như là gót tay gót chân bị khô nứt nẻ thì các bác dùng con máy này các bác trà đi em. Đặc biệt là mùa đông này thì rất là nhiều các cái phần da khô nhá. Đó. Con này nó đang yếu pin rồi đấy, bình thường nó rất là khỏe luôn các bác nhá. Đó. Về nhà các bác sạc pin vào cho em là mình dùng thôi. Giá sẽ là 100.000 cho con máy trà gót chân như này. Ngoài ra thì cầm thêm cái lọ cao ngựa. Bên shop có bán kèm cả cao ngựa luôn để các bác bôi vào cho nó khỏi bị rát và nó làm cho mềm da đi. Lên trên là máy trà gót chân, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100.000. Đấy, và ngoài ra bên shop có bán cái cao ngựa, giá sẽ là 30.000 cho một lọ cao ngựa như này. 30.000 một lọ nhá. Con này các bác dùng này, ném cho anh kia kéo ấy. Kéo với cái kìm luôn. Con này dùng các bác dùng nó rất là tiện ích nhá. Đấy, rất tiện ích luôn. Đấy, các bác chỉ cần xoáy ra cho em này. Đấy, xoáy ra cho em như này. Đấy, và đây là cái cao ngựa này. Các bác bôi vào nó sẽ giúp cho da các bác mềm ra nhá, mềm ra. Đấy, và tái tạo da non. Đấy, rất là tốt luôn. Đặc biệt là các bác có thể bôi khi mà mùa này nó là mùa hanh khô. Các bác bôi rất là tốt, nó giúp cho mềm da nhá, mềm da và giữ ẩm cho da. Giá thì chỉ có 30k thôi. Lên theo là cao ngựa, giá sẽ là 30.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kìm chết của Mỹ này. Đấy, hàng thương hiệu Crossman USA này, Crossman USA, hàng của Mỹ cực kỳ cao cấp nhá. Đó, đây. USA này, Crossman nhá. Con này thì hàng cực chất rồi. Bên shop thì bán rất là nhiều rồi. Giá thì thực tế ra là giá rất là tốt luôn. Chỉ có 100 cành thôi. Chỉ có 100 cành cho một con kìm chết này thôi nhá. Đấy. Các bác lên cho em là kìm chết này, thép CLV không gỉ này, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn, rất là đẹp. Hàng của Mỹ thì các bác yên tâm sử dụng rồi. Lên cho em là kìm chết Mỹ nhá. Giá sẽ là 100k cho một con như này nhá. 100.000 cho một con kìm chết Mỹ như này, rất tiện ích luôn. Các bác dùng làm thợ làm nghề. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp kéo tóc nhá, cặp kéo tóc. Các bác lên cho em là cặp kéo tóc, bên em bán combo 2 chiếc như này. Giá chỉ có cho các bác là 160.000 cho 2 chiếc như này thôi. Đựng trong một cái bao da cũng rất là chất lượng và xịn sò luôn. Đây, đựng trong một cái bao da như này. Một cặp bao gồm là một kéo cắt và một cái kéo tỉa luôn. Hàng của thương hiệu Kai của Nhật nhá, Kai của Nhật. Hàng mới tinh nguyên đai nguyên kiện. Bên shop thanh lý được trong hệ thống siêu thị đây. Hàng thương hiệu Kai Japan qua này. Đấy, Kai Japan của Nhật nhá. Giá thì rất là tốt cho bác luôn. Một cắt một tỉa nhá. Các bác có thể mua về để mình kết hợp mình cắt tóc cho trẻ em, người già. Đấy, hoặc các bác làm thợ làm nghề cũng được, rất là ok. Kéo thì rất là ngon, cắt thì rất là trơn tru và mượt mà và rất là ngon luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 cho một cái cặp kéo tóc này thôi, rất là rẻ luôn. Đấy, thì bên em bán combo cho bác, ví dụ các bác mua cả kéo cả tăng đơ đi, các thứ cũng chỉ mất khoảng 200-300.000 thôi là các bác đã có một cái bộ đồ nghề cắt tóc rồi, mà giá thì cực kỳ là bình dân nhá. Lên cho em là cặp kéo tóc, giá sẽ là cặp kéo tóc, giá sẽ là 160.000 nhá. Đấy, lên cho em là cặp kéo tóc này. Cặp kéo tóc giá sẽ là 160k cho hai chiếc kéo cắt tóc thôi này. Rất tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo hộp đỏ nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con kéo cắt cành hộp đỏ như này. Hàng rất chất lượng cho bác luôn, lò xo là lò xo chữ V này. Đấy, chất liệu của nó là thép CRV nữa, hàng của Nhật có chữ triện đàng hoàng, made in Japan cho bác luôn này. Đấy, có chữ triện này các bác này. Đấy, logo đây. Đấy, bên này này. Đấy, rất là tiện ích các bác nhá. Con này thì cắt cực kỳ là ngon luôn, cắt rất là ngon luôn các bác này. Đấy, cắt rất là ngon và đầm tay luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Chỉ có cho các bác là 160.000 cho một con kéo cắt cành hộp đỏ như này. Các bác có thể mua về để mình làm vườn, làm bonsai hoặc là mua về để làm quà rất là ok cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là kéo hộp đỏ nhá. Kéo cành hộp đỏ, kéo hộp đỏ này. Kéo hộp đỏ giá sẽ là 160k một chiếc nhá. 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bình đựng chè inox nhá. Cái bình inox này thì nó sẽ có cho các bác là 3 màu này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đây. Đấy, rất cao cấp nhá, bằng inox như này. Có gioăng cao su nhá, rất là tốt cho bác luôn.
có cho các bác là 3 màu nhá. Đấy, cái này thì nó sẽ có cho các bác là 3 màu này. Có màu vàng này, màu đỏ đô này, màu vàng màu đỏ đô. Đấy, cái này cái bé này đặt này về có 2 màu thôi. Có màu vàng và màu đỏ đô thôi bác nhá. Đó, 2 màu như này. Đấy, lên cho em là bình inox 2 lạng nhá. Màu vàng gold rất là đẹp luôn và màu đỏ đô như này. Chất liệu bằng inox này. Cái này thì các bác có thể đựng được bình chè 2 lạng. Con này thì giá sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một con bình chè inox 2 lạng như này. Đấy, lên cho em là bình chè inox nhá. Giá sẽ là 90.000. Tiếp theo thì có về cho các bác cái bình 4 lạng này. Đấy, bình này thì sẽ là 4 lạng thì nó sẽ là 130.000. Thì có là màu inox này, màu đỏ đô này và màu vàng gold nữa. Đấy, cũng có màu inox, màu đỏ đô và màu vàng gold. Đấy, thì con này có 3 màu. Cái bình to này có 3 màu. Nói là đựng chè thôi chứ các bác có thể đựng đa năng nhá. Đấy, cà phê này, lạc này, đỗ này, rồi ngũ cốc này, nói chung là các bác đựng cái gì cũng được. Nó bằng inox, thứ nhất là sạch sẽ, sáng bóng, đẹp. Thứ hai là có gioăng cao su. Đấy, giữ hơi tất rất là tốt luôn. Đó, thì các bác đựng chè này, đựng cà phê này, đựng các loại hạt này, muối vừng rồi hạt nêm mì chính đều ok hết nhá. Gọn gàng sạch sẽ, hoặc các bác có thể đựng đồ ăn cũng được. Đấy, đựng đồ ăn mình mang đồ ăn khô hoặc là nói chung là các cái thực phẩm đều ok hết. Nó hàng bằng inox cho nên các bác yên tâm sử dụng, sạch sẽ, an toàn. Con bé này thì sẽ là 90.000 và con to này thì sẽ là 130.000. Các bác lên cho em là bình inox nhá. Bình chè inox sẽ có cho các bác là dòng 2 lạng và dòng 4 lạng. 2 lạng thì 90.000 và 4 lạng thì sẽ là 130.000. Đó, giá thì rất là hạt rẻ và hợp lý cho các bác thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hút nước rửa bát nhá. Các bác lên cho em là hút nước rửa bát. Thì combo sẽ bao gồm cho các bác là một đầu dẫn ống hút như này, một thân vòi nhá, một thân vòi. Có gioăng giếc các thứ đàng hoàng cho bác luôn, có gioăng cao su các thứ, đầu ren xoáy kết nối nhá bằng inox hết này. Đấy, và một đầu vòi như này, đầu vòi hút như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 70.000 thôi. 70.000 trong cái bộ hút rửa bát như này. Rất là tiện, đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây các bác này. Chén bát có dây kéo hút, dài tiện lợi, sắm đây thôi. Đấy các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong. Đó. Đấy, rất là tiện nhá. Lắp vào sau đó thì mình lắp vào cái vòi chậu rửa nhà mình là xong. Đó. Đây. Đấy, lắp vào là để mình để là xong. Rất tiện ích luôn nhá. Đấy, khi mình dùng thì không phải dùng cái vòi nhỏ nữa. Can 5 lít các bác cứ thế mình dã vào là nó hút hết là xong. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 70.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ổ điện sạc nhanh nhá. Đấy. Ổ điện bao gồm là cả ổ điện và có chức năng sạc nhanh luôn. Có 4 cổng USB này, 4 cổng USB, 3 ổ cắm. Có công tắc đóng ngắt và có sạc nhanh như này. Cắm cho anh cái dây này, Minh ơi. Đấy, giá thì cái ổ sạc nhanh này bao nhiêu? 120.000 cho một con ổ điện sạc nhanh như này nhá. Các bác có thể để điện thoại vào đây này. Nó có chức năng sạc nhanh cho các bác luôn. Dây thì dài khoảng 2 mét nhá. Dây dài khoảng 2 mét, rất là tiện ích các bạn. Đấy, dây dài khoảng 2 mét như này. Các bác có thể cắm điện và trực tiếp vào cho em này. Đấy, có công tắc đóng ngắt này, có cả cầu dao luôn nhá. Có cả cầu dao luôn, rất là tốt luôn. Đó. Và có chức năng sạc nhanh như này. Các bác chỉ cần đặt vào đây là nó sẽ có chức năng sạc này. Đấy, đang sạc cho các bác nhá, rất tiện luôn. Đấy, máy điện thoại nào có sạc nhanh các bác đặt vào cho em là ok này. Đấy, rất tiện các bác. Đấy, rất tiện luôn. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là công tắc đóng ngắt luôn nhá. Có đèn báo này, có công tắc đóng ngắt. Lên mã giúp cho em đó là ổ điện sạc nhanh nhá. Ổ điện sạc nhanh, giá sẽ là 120.000. Ổ điện sạc nhanh này. Ổ điện sạc nhanh. Ổ điện sạc nhanh giá của nó sẽ là 120k một chiếc nhá. Tiếp theo thì bên shop có về cho bác cái con máy mài dao nhá. Lên đã giúp em đó là máy mài dao. Đấy, đây nó sẽ là một con máy rất là tiện ích như này. Các bác dùng để mài dao, mài kéo đều ok hết nhá. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Con này nó sẽ có sẵn đầu cắm rồi, các bác chỉ cần cắm vào cho em là xong. Sau đó thì bật công tắc lên này. Đấy, ở đây nó sẽ có một cái viên đá mài như này. Đấy, một viên đá mài như này. Đó. Và các bác đưa dao vào là mình mài thôi. Đây. Ví dụ có viên đá mài này, các bác đưa dao vào mình mài các bác này. Đấy. Đưa dao vào là mình mài đấy các bác này. Đấy, đấy các bác thấy không? Đó, mài ra như này các bác nhá. Nó rất là tiện ích luôn. Thì một cái viên đá mài như này. À, một cái máy mài dao như này. Giá thì chỉ có 80.000 thôi. 80.000 cho con máy mài dao này, mài bằng máy thì nó nhanh và nó tiện hơn. Có thêm cả một viên đá bên ngoài nữa nhá. Lên cho em là máy mài dao, giá sẽ là 80k. Hello chào các bác nhá. Bên em thì ship hàng toàn quốc, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn thì các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Ship hàng toàn quốc từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Bỏ tranh cái biển.
Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô bàn là mini nhá, bàn là mini. Con này thì nó sẽ là một cái dòng bàn là rất là tiện ích luôn. Các bác có thể mang đi du lịch này, đấy, đi mang đi du lịch, đi công tác, đi học, đi làm đều được hết. Đó, hàng thì rất là tiện ích này. Đấy. Và con này thì nó sẽ có độ gấp gọn như này. Khi các bác gấp thì nó rất là gọn. Đấy, gấp rất là gọn. Mang đi mang lại nó rất là tiện luôn. Đó. Hàng thì hàng của Nhật nhá, sử dụng điện 110 đến 220V, các bác sử dụng điện 120 thoải mái luôn. Các bác về các bác tháo cái nắp này ra cho em này. Đấy, và tháo cái lẫy này ra. Mình cho nước vào đây, cho nước vào cái lỗ này. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Đấy, con này thì nó sẽ là bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, có cả hơi nước cho bác luôn. Cái phần gang này của nó rất là dày, độ nóng rất là nhanh và dùng thì rất là thích. Và hàng này thì nó sẽ là hàng mini nhưng mà đầy đủ luôn. Có điều chỉnh tăng giảm này, có điều chỉnh tăng giảm nhá. Đấy, có hơi nước này, rồi dây của nó là dây vải dài khoảng 1,5 m đến 2 m nhá. Rất là đầy đủ các cái chức năng tính năng trong một cái con bàn là mini hơi nước như này. Và giá thì chỉ có cho các bác là 135.000 thôi. 135k thôi nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bàn là hơi nước mini nhá, bàn là hơi nước mini. Giá sẽ là 135.000. Đó. Bàn là hơi nước mini nhá. Đấy không? Bàn là mini được không? Bàn là mini. Bàn là mini giá sẽ là 135k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác các dòng sản phẩm. Đó là cái kìm bấm cúc nhá. Ở đây thì các bác khi các bác nhận được hàng này sẽ là một kìm bấm này, một cái bộ cúc đầy đủ combo cho các bác như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đó, bấm cúc áo rồi nói chung là đa di năng luôn. Giá sẽ là 40k cho một cái bộ kìm bấm cúc như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Đấy, khi mình bấm thì bấm vào nó như này các bác này. Đấy, ở đây nó sẽ có sẵn cúc kiếc cho các bác đầy đủ luôn. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng các bác nhá. Ở đây thì nó sẽ có cái bộ cúc như này, các bác chỉ cần lắp vào cho em này. Sau đó thì mình sẽ bấm vào này. Đấy, mình bấm vào quần, bấm vào áo này. Khi quần khi áo các bác chỉ cần bấm vào cho em là xong. Đó. Bấm vào. Đó, thì nó rất là tiện này. Quần áo chăn màn rồi các cái gì mình cần thì mình bấm vào cho em, nó rất là tiện luôn. Đó. Bộ sản phẩm thì khá là tiện ích để cho các bác sử dụng, chỉ cần đặt vào cho em là xong. Đặt vào. Đấy, bấm khi quần khi áo rồi chăn màn rồi nói chung là cái gì cần thì mình bấm vào cho em, rất là tiện luôn. Khi quần khi áo, đấy, cúc quần cúc áo đều được hết nhá. Giá rất là vừa phải, chỉ có 40.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc dự phòng A nhé. Con này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Một cái bộ sạc dự phòng A như này bao gồm cho các bác là một cáp sạc, một sạc như này và một dây nhá. Đấy, một dây sạc này và có cả cái bộ dây cho bác luôn. Bao gồm cho các bác là 3 dây cho 3 loại điện thoại nhá. Samsung, iPhone, Type C này và một cái chân sạc to này là sạc USB sạc vào này, hoặc có một cái dây sạc nhỏ cho các bác như này. Hàng thì công suất của nó sẽ là 20.000 mAh nhé, 20.000 mAh, và giá của nó sẽ là 230.000 nhé, 230.000. Đây, hàng này của thương hiệu Takasio, made in Japan nhé. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy, đây, dung lượng pin của nó này, 20.000 mAh này. Con này các bác dùng rất là thích luôn. Đấy, ví dụ như các bác hay đi du lịch, đi học, đi làm hoặc là dùng điện thoại hay bị hết pin, hoặc các bác cần dự phòng các bác dùng con này cho em. Rất là tiện. Đấy. Các bác chỉ cần mang cái cục này đi là sử dụng được hết rồi. Có thể cắm vào chân sạc đa di năng được hết nhá. Đấy, nó có đủ các loại chân, mình không cần phải mang thêm dây dạ làng hoàng nữa. Lên cho em là sạc dự phòng A nhá, sạc dự phòng A. Giá của nó sẽ là 230k. Đấy, lên cho em là sạc dự phòng A, 230.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ sản phẩm đó là cái ghế hơi cho này. Đấy, các bác lên cho em là ghế hơi nhá. Đấy, thì khi mà các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm là một cái ghế to và một cái ghế nhỏ như này. Đấy, một cái ghế to một cái ghế nhỏ như này. Và kích thước của con ghế to này thì sẽ là 1m16 này nhân 98 nhân 83 nhá. 1m16 nhân 98 nhân 83. Còn con nhỏ này thì sẽ là 62 nhân với 31 nhá. 62 nhân 31. Đó. Chiều cao của nó là 1m16 luôn. Đấy. Đây. Và chiều rộng là 98 này và chiều ngang là 83 nhá. Rất là rộng luôn. Người ngồi lên thoải mái nhá. Lên thì em là ghế hơi, giá sẽ là 370.000 nhá. 370k. 370.000 một cái bộ ghế hơi như này. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây các bác này, đấy khi bơm lên thì nó sẽ rất là to như này. Các bác có thể dùng thoải mái luôn. Mặt trên của nó thì sẽ là bằng nỉ lộn rất là êm và ấm nhá. Mặt dưới của nó thì nó sẽ là cao su để nó chứa hơi các bạn, rất là tiện ích khi mà các bác sử dụng luôn. Đó, hai người ngồi thoải mái luôn các bạn. Giá thì chỉ có 350.000 thôi. Đó, trước em đang bán là 370, đặt này về cho các bác cái giá tốt luôn. Chỉ có 350.000 thôi. Đây các bác này. Đấy, ngồi rất là thoải mái luôn các bác thấy không? Đấy. Rất tiện ích nhá. Giá chỉ có 350.000 cho một cái bộ ghế hơi như này.
về nhà các bác có thể dùng để nằm để xem tivi này, nghe nhạc này. Rất là tiện ích luôn nhá. Giá chỉ có 350k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy nhá. Các bác lên xem là cốc tự khuấy này. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000 cái cốc tự khuấy như này. Các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê. Bỏ cho anh hai cái viên pin bé. Đấy, con này thì nó sử dụng hai cái viên pin con thỏ nhỏ nhá. Đây có mà. Đấy. Giá thì bên shop bán là sẽ không bao gồm pin đâu nhá. Về nhà các bác tự mua pin các bác lắp vào cho em thôi. Hai quả pin con thỏ nhỏ như này. Và giá thì chỉ có cho các bác là đây các bác nhá. Đây nó sẽ có một cái hạt nam châm từ trường này. Đấy các bác chỉ cần cái hạt nam châm này thì các bác có thể lấy ra để mình rửa vệ sinh được nhá. Đấy, sau đó thì mình thả vào nó sẽ luôn luôn là dính vào giữa này. Đấy, cho nước cho cà phê và nó sẽ tự khuấy rất là ngon các bác. Đó, khuấy đảo chiều rất là ngon để cho các bác pha cà phê, pha các loại hạt đều được nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000, không có pin nhá. Về nhà các bác tự lắp pin vào cho em thôi. Đấy, tự lắp pin vào cho em và khi các bác vệ sinh thì mình tránh cho cái phần pin này nó tiếp xúc với nước là ok nhá. Đấy, các bác vệ sinh thì mình chỉ vệ sinh bên ngoài và bên trong thôi. Bên ngoài thì bằng nhựa rất là đẹp và bên trong bằng inox 304 và nắp thì chỉ có gioăng nhá. Nắp có gioăng như này. Rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k. 90k cho một cái cốc tự khuấy như này nhá. Lên cho em là cốc tự khuấy này. Cốc tự khuấy nhá. Cốc tự khuấy giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một cái cốc tự khuấy như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái chổi lông phớt trần nhá. Giá thì sẽ là 55.000 một chiếc. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một chổi và một cái cán như này. Các bác có thể mua về để mình dọn dẹp vệ sinh nhà đón Tết này. Đấy, về nhà các bác lắp vào cho em. Cái chiều dài của nó thì từ 2m2 đến 2m8 nhá. 2m2 đến 2m8. Đấy, có lô thì dài tới 2m8 luôn, các bác có thể gấp vào như này. Đấy, và có thể tùy chỉnh được. Kéo dài thì nó sẽ ra khoảng từ 2m4 đến 2m8 các bác này. Rất là dài luôn. Các bác có thể dùng để mình phớt trần này, vệ sinh lau chùi rất là tiện ích. Và cái giá thì rất hợp lý, chỉ có 55.000 thôi. Các bác có thể cho vào như này để mình dùng này, hoặc là bác nào cẩn thận hơn thì mình có thể tháo ra, gấp gọn vào cho em. Nó rất là tiện ích luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Chỉ có cho các bác là một cái bộ chổi lông phớt trần như này chỉ có 55.000 thôi. Lên cho em là chổi lông phớt trần này, chổi lông phớt trần giá sẽ là 55k nhá. 55.000 cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này, giá rất hợp lý luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cọ nồi nhá, cọ nồi. Con này thì giá chỉ có 15k một cái thôi. 15k cho một cái cọ nồi như này các bác này. Đấy, 15.000 và 40.000 ba chiếc. Đây, về nhà các bác chỉ cần xoáy cái nắp này ra cho em cái dầu rửa bát vào đây. Sau đó thì mình sử dụng thôi, rất là tiện nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái dòng lưới như này, khi các bác dùng thì không sợ bị bong, bị bật ra ngoài nhá. Nó không như cái bút rác truyền thống. Và các bác nào mà bị dị ứng với các cái loại nước rửa bát thì dùng con này rất là tiện. Mình không cần phải động tay vào đâu. Mùa đông lạnh thì các bác chỉ cần là chà cọ rửa này, sau đó thì mình xả nước đi là xong. Rất tiện ích, giá sẽ là 15k. Lên cho em là cọ nồi nhá, 15.000 một cái. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái bộ nồi 5 món nhá. Bộ nồi 5 món, giá thì chỉ có 140.000 thôi. 140.000 cái bộ nồi 5 món như này. Cái này thì nó sẽ là một cái dòng sản phẩm rất là tiện ích và nó độ dày nó vừa phải, các bác có thể dùng để mình đa di năng. Đấy, mình đựng đồ ăn sống, đồ ăn chín thôi. Chứ còn cái này thì em không khuyến khích các bác là đun nấu, tại vì nó vừa phải thôi. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 5 nồi, tất cả 5 nồi. Nồi nào vung đấy cho các bác luôn nhá. Nồi nào vung đấy này. Đây, đấy, nồi nào vung đấy cho các bác này, rất là tiện ích luôn nhá. Nồi nào là đi với vung đấy, rất là tiện ích luôn. Và có cho các bác là hẳn 5 cái nồi luôn. Đấy, đầu tiên là nồi to này. Đấy, nồi to này, sau đến cái nhỡ này. Đấy, đến cái nhỡ này, cái nhỏ hơn này. Đấy, nhỏ hơn nữa này. Đấy, và cái nhỏ nhất này. Các bác cứ sắp vào này cho em là xong. Đấy, cho nó nồi nào xếp vào vung đấy. Thì các bác có thể dùng để mình đựng đồ ăn sống, đồ ăn chín, ăn lẩu, ăn liếc đều ok hết nhá. Đấy, chế biến đồ ăn. Đấy, sau đó thì mình lại cất đi, nó rất là gọn. Bộ nồi 5 món nhá, bộ nồi 5 món. Giá sẽ là 140.000. Bộ nồi 5 món này, 5 món. Giá sẽ là 140k nhá. 140.000 cho cái bộ nồi 5 món, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bình 20 nhá, bình 20. Dung tích của nó là 2 lít. Con này thì các bác có thể dùng để mình gọi là đựng các cái dòng nước uống, hoặc là nước lọc, hoặc là nói chung là đựng cái gì cũng được, nó rất là tiện. Con này thì chuyên dùng để đựng nước nguội thôi, chứ con này không giữ nhiệt được đâu các bác nhá. Giá thì chỉ có 80.000 thôi. Lên cho em là bình 20 nhá, bình 20. Đấy, dung tích của nó là 2 lít, giá sẽ là 80k. 80k cho một cái bình như này nhá. Giá chỉ có 80 cành thôi. 80 cành cho một con bình như này, dung tích của nó là 2 lít này. Các bác dùng để đựng nước lọc này, đựng nước uống, nước trà, các thứ đều ok hết nhá. Con này thì không có tính năng giữ nhiệt nhá. Đấy, bên trong bên ngoài đều bằng inox hết, sáng bóng đẹp. Giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Giá của nó sẽ là
80.000 cho một con bình như này nhá. Dung tích của nó là 2 lít này, hàng của Nhật này, dung tích 2 lít rất là ngon luôn. Inox sáng bóng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái áo mưa nhá, áo mưa đây. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng áo mưa choàng. Lên cho em là áo mưa choàng, con này thì rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình mang đi xe máy. Đấy, nó có cả ấy đào hàng nhá. Có cả cho các bác là những cái chắn nước như này, chắn nước này rất tiện ích này. Đấy, con áo mưa choàng như này. Bình thường nếu các bác mua ngoài cửa hàng nó bán cho bác 150, hôm nay bên shop chỉ gửi tới các bác giá 100.000 cho một con áo mưa choàng này thôi nhá. 100.000. Hàng áo mưa to nhá, công ty áo mưa Thành Nam. Hàng loại này là loại to nhá, loại to cho các bác luôn. Đó, có cả mũ này, đấy, có cả mũ miếc cho các bác luôn nhá, đầy đủ luôn. Có cả cái kính phản quang này, rồi có cả nhìn kính, nhìn gương đầy đủ như trên hình như này. Mà giá chỉ có 100k thôi. Con này nếu các bác mua ngoài cửa hàng nó sẽ bán cho bác khoảng 150 đến 170 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân tiểu ly nhá. Đây nó sẽ là một cái cân vừa sinh để các bác có thể dùng để mình gọi là cân đồ trong bếp nhá, đồ trong bếp. Dòng này thì lô này về thì lại có kèm pin cho các bác luôn. Có lô thì sẽ có pin mà có lô thì không có pin. Đấy, lô này thì có kèm pin cho các bác nhá. Đó thì cái này nó về theo lô, có lô thì có pin, có lô thì không. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân và có tính năng trừ bì. Các bác dùng trong nhà bếp thì rất là ok. Giá thì chỉ có 50 cành thôi. 50 cành cho một con cân 5kg như này. Đấy, các bác bật lên cho em nhé, sau đó thì mình sử dụng thôi. Đấy, đây, đặt lên đây mình cân các bác này. Đấy, các bác đặt lên đây mình cân này. Đấy, chế độ gam các bác này. Đấy, chế độ gam mình đang bật này. Em đặt cái cân này lên thì nó sẽ là 213g này. Sau đó thì các bác nhấn cái nút nguồn này thì nó lại về không. Và các bác lại tiếp tục cân được nhá, lại tiếp tục cân này. Đấy, cái này thì nó sẽ là cái cốc tự khuấy này sẽ là 313g này. Đấy, các bác bỏ ra thì nó lại về không nhá, về không. Đấy, và các bác bỏ ra phát nữa thì nó lại về cái cân của nó, và các bác nhấn nút nguồn này nó lại về không. Tóm lại là con này có tính năng trừ bì thì các bác có thể dùng để mình cân đong đồ trong bếp rất là ok. Giá thì chỉ có cho các bác là một cái con cân như này, giá chỉ có cho các bác là 50k thôi. Lên mã giúp cho em đó là cân 5 nhá, cân 5. Cân được 5kg, 5kg, giá sẽ là 50k. Rồi ok. Hello chào các bác nhé, hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em nhé. Không cái điện thoại. Nay bỏ anh ấy biển Minh ơi. Nay thì bên shop về cho bác cái lô dép ui giời. Dép đi trong nhà các bác nhá. Đấy, dép đi trong nhà đây. Đấy thì nó sẽ là dép shop đi trong nhà như này. Cái này của nó thì cỡ thì nó sẽ là free size các bạn, nam nữ đi được hết nhá, nam nữ đi được hết đó, cỡ free size. Cái này nó không có size và nó có cái độ co giãn nhất định cho nên là nam nữ đều đi được cả nhá. Và màu thì nó sẽ là rất là nhiều màu như này, cho nên là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi chứ không có chọn màu được các bạn nhá. Dòng này nó là đi trong nhà cho nên nó không có phân biệt là nam hay nữ, ai cũng đi được cả nhá. Chỉ có cái là mình ví dụ như mình lấy 3-4 đôi thì em sẽ lấy đủ màu cho các bác để khi mình đi thì nó sẽ là phân biệt cho mỗi người màu cho nó tiện các bạn. Đó đây, chất liệu của nó thì nó sẽ là nhung như này nhá, nhung nỉ này. Đấy, nhung nỉ rất là êm luôn. Và cái này của nó thì nó sẽ là bọc xốp như này, các bác đi trong nhà thì vừa ấm áp vừa êm ái vừa nhẹ nhàng nhá. Đấy, ấm áp êm ái nhẹ nhàng, giá thì chỉ có cực kỳ là hạt rẻ cho bác luôn. Lên thì em là dép xốp nhá, dép xốp đi trong nhà 35k đó, giá chỉ có 35k thôi, 35k cho một đôi dép như này. Đấy, rất tiện để các bác đi sinh hoạt trong nhà rất là ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ chổi cái này lên. Các bác lên cho em là chổi lau kính nhá. Một cái bộ như này nó sẽ là 50.000 cho một bộ như này. Đấy, về nhà thì các bác lắp đặt cho em thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái gen xoáy như này. Đấy, các bác xoáy cái gen này vào cho em này. Sau đó thì mình sẽ đẩy vào cái phần khuyết này đây. Đấy, có cái phần này thì các bác đẩy vào này. Đẩy vào để mình lắp vào cái lẫy này này. Đấy, các bác đẩy thật chặt vào chưa? Đó, và nó có cái lẫy như này. Đấy, con này rất là ngon luôn. Sau đó thì các bác xoáy cái cán vào thôi. Con này thì các bác có thể dùng để lau kính này, rồi dọn dẹp nhà tắm, nhà vệ sinh đều được hết nhá. Đấy, có quai đeo như này, các bác có thể đeo lên rất là tiện. Chiều dài của nó thì khoảng 1 mét nhá. Có thể xoay đảo chiều như này các bác này. Đấy, có cái phần này để các bác dọn dẹp nhà tắm, nhà vệ sinh này, còn cái phần này các bác dùng để rau lau dọn kính trước các thứ này, rất là tiện ích luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ chổi lau kính như này. Giá của nó sẽ là 50k nhá. Lên cho em là chổi lau kính 50.000. Các bạn này đấy, nó sẽ là một cái chổi như này các bạn này. Các bác có thể dễ dàng vệ sinh.
có thể xài tự do, dây trượt kính cạnh bồn cầu vệ sinh dễ dàng. Dù bạn chải ở đâu thì cũng có cần gắn nước ở phía sau, chỉ cần cạo là sẽ sạch hết nước. Vậy bây giờ bạn thấy nó có hữu ích không? Cái này có thực sự hữu ích không? Không tắm sử dụng được 5 năm mà vẫn còn mới. Thật dễ dàng để làm sạch với chiếc cọ này. Các góc và khe hẹp có thể dễ dàng vệ sinh, có thể xài tự do, dây trượt kính cạnh bồn cầu vệ sinh dễ dàng. Dù bạn chải ở đâu thì cũng có cần gắn nước ở phía sau, chỉ cần cạo là sẽ sạch hết nước. Vậy bây giờ bạn thấy nó có hữu ích không? Cái này có thực sự lên cho em là chổi lau kính giá sẽ là 50k nhá. Tiếp theo thì bên shop còn một số cái mã thắt lưng đồng hồ nữa này. Đấy, thắt lưng đồng hồ thì giá thanh lý cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một dây thắt lưng này, một dây thắt lưng rất là đẹp luôn. Đó, một dây thắt lưng rất là đẹp như này các bác này. Đấy, một dây thắt lưng mặt đúc liền như này. Đấy, chất liệu của nó này rất là đẹp luôn, da thì rất là mềm nhá. Tiếp theo là một chiếc ví các bác này. Đấy, một chiếc ví như này. Tiếp theo là một chiếc ví như này các bác nhá, một chiếc ví rất là đẹp luôn. Đó, đây, hàng của thương hiệu Pedro này. Đựng trong hộp này các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà này. Tiếp theo là một con đồng hồ này, đấy một con đồng hồ như này. Đó thì combo cho các bác sẽ là 3 món này, một thắt lưng, một ví. Đấy, một thắt lưng, một ví và một đồng hồ như này nhá. Một thắt lưng, một ví, một đồng hồ như này. Bên shop thanh lý cho các bác cái giá siêu tốt luôn. Chỉ còn cho các bác là 220.000 thôi. 220.000 cho 3 món như này. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Tiền ship em mất 30.000 rồi. Tính ra các bác mua vào chỉ còn có 190.000 cho 3 món này thôi. Đó. Lên mã giúp cho em là thắt lưng, ví, đồng hồ nhá. Đấy, em còn mấy mã nữa thanh lý nốt này. Đấy, em đang bán là 265.000 nhá. Thanh lý nốt cho bác giá 220.000, bao ship tận nhà cho bác luôn, thanh lý lỗ luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn đeo đầu wifi nhá, đèn đeo đầu wifi. Đấy, nó sẽ là một con đèn như này, rất tiện ích để cho các bác sử dụng này. Đó, con này thì nó sẽ là một con đèn như này các bác này. Đấy, và có chức năng là wifi như này nhá, có chức năng là wifi tức là tắt mở cảm biến này. Đấy, các bác chỉ cần gạt tay qua là nó sáng hoặc là nó tắt cho các bác luôn, rất tiện nhá. Đó, pha thì có thể điều chỉnh này. Đấy, pha có thể điều chỉnh các bác nhá. Đó, đầu thân pha này thì bằng hợp kim, và con này thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Đức và xuất cho thị trường Nhật nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là đèn wifi nhá. Đèn wifi giá sẽ là 130k. Đó. Đèn wifi giá sẽ là 130.000 nhá. Đèn wifi này giá sẽ là 130k một chiếc. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chốt cổng quá này. Đấy, lên cho em là chốt cổng nhá. Con này thì rất là tiện ích nhá. Các bác chỉ cần sập vào này là cho em xong này. Đó, sập vào như này là xong. Đó. Khi các bác mở ra thì mình chỉ cần đẩy lẫy này là sẽ ra này, còn khi các bác sập vào thì tức khắc là nó sẽ tự trượt xuống nhá. Nó rất là tiện như này. Và một cái bộ chốt cổng tự động như này thì giá sẽ là 45.000 nhá. 45.000. Đó, rất tiện ích luôn các bạn. Đó, đây, các bác theo. Đây. Đấy, khi mình đóng cổng vào thì nó sẽ tự sập xuống các bạn. Đấy, tự sập xuống như này. Đấy, tự sập xuống nó rất là tiện nhá. Và giá thì sẽ có cho các bác là 45.000 trong cái bộ chốt cổng tự động như này, rất tiện luôn. Thì các bác có thể sử dụng về mình bắt ốc vít hoặc là về mình hàn trực tiếp vào cổng cũng được, nó rất là tiện. Chỉ cần là kéo cổng một cái là tự nó sập vào luôn, nó rất là tiện các bác nhá, rất tiện luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 45k thôi. Lên mã giúp cho em đó là chốt cổng tự động nhá. Khi mọi người muốn đóng cửa đẩy cửa vào thì chốt sẽ tự động chốt lại như thế này, rất chắc chắn mọi người, giật không ra nhá. Khi mình đi ra ngoài ấy, thì mình có một ổ khóa vào này giúp em thì gạt lẫy không lên nhé, và sẽ bị khóa chết nhé, luôn không mở được nhé. Đấy, thì hàng rất là dễ sử dụng luôn, mọi người có thể lắp đặt ngay tại nhà. Khi đẩy cửa vào thì chốt sẽ tự động chốt lại như thế này mọi người nhé, hoàn toàn tự động nhé. Đấy, sử dụng rất là đơn giản luôn ạ. Và khi mình đi từ ngoài vào mọi người nhé, mình chỉ cần luồn tay vào trong mình gạt nhẹ lẫy chốt lên rất là nhẹ và đẩy cửa vào thì là sẽ tự mở nhé. Đấy, gạt rất nhẹ này, đẩy cửa vào là mọi người thấy không, em đang làm đấy, trực tiếp là em làm luôn mọi người nhé. Thì hôm nay bên em nó giá chỉ có 45.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn pin cảnh sát Nhật nhá, bao gồm cho các bác là một đèn và một cáp sạc như này, hàng made in Japan này, độ rọi xa là từ 600 đến 1.000 mét nhá. Đó, ở đây nó sẽ có cho các bác là một tấm pin sạc năng lượng mặt trời này. Đó, đây đèn xanh của nó này. Đấy, một pin sạc năng lượng mặt trời này, một cái phá kính này, một cái cắt dây này, một cái nam châm hít này, phá kính này, cắt dây này, rồi có la bàn này, có còi hú này, và rất nhiều tính năng nữa nhá. Có sạc ra cho điện thoại và chân sạc vào này. Đó, và đèn thì cũng rất là sáng luôn nhá, đèn rất là sáng luôn. Đó, có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, nhấp nháy này. Các bác giữ lì cái phím này cho em thì nó sẽ chuyển sang đèn trắng này, và giữ lì nữa thì nó sẽ chuyển sang đèn cảnh báo nhấp nháy nhá. Đó, đây. Đấy, giữ lì chuyển sang cảnh báo nhấp nháy này, rất là tiện luôn. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180
80.000 cho con đèn pin cảnh sát Nhật như này nhá. Đấy, chất liệu của nó thì bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim, rất là chắc chắn luôn. Đem mã giúp cho em là đèn pin cảnh sát Nhật 180 cành, 180k cho một con đèn pin cảnh sát Nhật này qua nhá. Đó, đem cho em là đèn pin cảnh sát Nhật này, đèn pin cảnh sát Nhật, giá sẽ là 180k nhá, 180.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop đưa dành cái đèn này cầm tay. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã đèn mới, đó là cái đèn cầm tay nhá. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Con này thì nó cũng có pin sạc năng lượng mặt trời và cái giá thì rất là hạt rẻ cho các bác thôi. Một con đèn cầm tay như này giá chỉ có 100k thôi. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là đấy, con này hết pin mất rồi. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một tấm pin năng lượng mặt trời nhé. Và rất là nhiều các cái đây, tấm pin năng lượng mặt trời này. Đấy, bật lên là nó có báo pin đây, cũng gần hết pin rồi. Về nhà các bác sạc pin vào cho em nhé. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là đầu tiên là một cái đèn mắt tròn này, hai mắt led này. Sau đó là đến một cái pha rất là rọi này, nó có pin năng sạc năng lượng mặt trời, có cổng sạc ra cho điện thoại. Đấy, pin đang báo đây. Đấy các bác nhé, rất là tiện ích luôn. Đó đây, rất sáng các bác. Và pha của nó cũng rất là rọi luôn, pha rất là rọi nhá. Giá chỉ có 100 cành thôi. Các bác có thể dùng để mình sử dụng ăn cơm ăn nước này, đi ra ngoài này, hoặc đi làm này. Đấy, hoặc là sử dụng ở nhà cũng rất là tiện. Thì đề phòng khi mất điện. Đấy, ưu điểm của con này nó có cái pin năng lượng mặt trời này thì các bác có thể sạc trực tiếp qua pin năng lượng mặt trời. Các bác chỉ cần để ra ngoài cửa sổ có đủ ánh sáng là nó sẽ tự sạc, mình không cần phải mất công cắm sạc tiếp, nó mất công nhá. Nên cho em là đèn cầm tay, giá sẽ là 100k nhá. 100.000 cho con đèn cầm tay như này. Thì ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái thắt lưng da bò Mỹ nhá, thắt lưng da bò Mỹ và ví da bò. Đó. Nó sẽ là một cái dòng cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đó. Hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng. Bên shop về thì nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu như này. Đấy, đầu tiên là sẽ là thắt lưng này. Thắt lưng thì nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu nhá, màu đen màu nâu. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Bên em thì ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán cho em. Đó. Có màu đen màu nâu. Đấy, mặt của nó là mặt trắng gương bóng siêu đẹp luôn nhá. Mặt trắng gương bóng rất là đẹp luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò nhá. Giá sẽ là 190.000 cho một chiếc thắt lưng da bò như này. 190.000 chiếc các bác này. Đấy, mặt trắng gương cực kỳ đẹp luôn. Hàng nó sẽ là hàng con lăn rất là tiện ích. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên. Da bò tự nhiên nguyên miếng cho các bác luôn. Hàng của Mỹ. Đây, made in USA các bác này. Đấy, made in USA, hàng của Mỹ chữ dập chìm luôn. 100% da bò tự nhiên. Về nhà các bác lấy máy lửa đốt thoải mái cho em. Lấy máy lửa đốt thoải mái cho em nhé. Hàng về thì sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu. Đó. Có hai màu cho các bác lựa chọn, màu đen và màu nâu. Chất liệu 100% da bò tự nhiên. Dùng thì chỉ có lì đi thôi, không bao giờ biết đến hỏng nhá. Đấy, chất liệu 100% da bò tự nhiên. Đấy, và kích thước thì nó sẽ là từ 1m1 đến 1m3 tùy theo thớ của cái thắt lưng, nhưng mà đa số nó sẽ là vào khoảng 1m2 nhá, và một khoảng 1m2. Hàng made in Japan đấy các bác này. Mặt cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, chiều dài của nó thì từ 1m2 đến 1m3. Đấy, 1m1 đến 1m3 cho nó chính xác. Đó, mặt trắng gương siêu đẹp đúc liền, và của nó là dạng con lăn như này, dạng con lăn như này. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò, giá sẽ là 190.000 một chiếc nhá. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái ví da bò này. Đấy, ví da bò thì nó sẽ cũng có hai màu, màu đen và màu nâu nhá, màu đen màu nâu. Đấy, giá thì sẽ là 120.000 nhá, 120.000 cho một con ví da bò như này. Hàng của Mỹ này, made in USA các bác này. Đấy, dòng này của nó thì các bác có thể xoắn gập này, xoắn gập thoải mái luôn. Đấy, đốt thoải mái nhá, các bác cứ đốt trực tiếp vào đây cho em. Đấy, ví da bò thì bỏ ra nó sẽ lại về cái phần da như này luôn. Đó, con này các bác dùng thoải mái luôn, cào cấu rồi nói chung là đây, em là cào này con này. Đấy, không có hề hấn gì nhá, chất da của nó rất là lì luôn các bác này. Đấy, cào nó chỉ có lì như này thôi, không bao giờ lo vấn đề gì nhá. Các bác thấy không đây? Đấy, em cào và sắt vào như này, rất ok luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con thắt lưng da bò như này, giá của nó sẽ là 120.000 nhá. Đến mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò, giá sẽ là 120.000 cho một chiếc như này, rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái chảo ốp la. Đây, các bác lên cho em là chảo ốp la. Đấy, chảo ốp la các bác này. Đấy, thì ở đây nó sẽ làm con chảo chuyên để các bác tránh trứng này, ốp trứng, hoặc là chảo ốp trứng này, hoặc là các bác làm bánh làm biếc đều ok hết nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ có sẵn một cái quai, về nhà có sẵn ốc rồi, về nhà các bác bắt vít vào cho em. Giá thì chỉ có 80.000 cho một con chảo ốp la này thôi. Các bác lên cho em là chảo ốp la nhá. Đây, có sẵn này, các bác thì chỉ cần xoáy ốc ra lắp cho em cái quai này vào là xong. Quai bằng nhựa đặc này, bằng nhựa đặc này. Và chảo có trắng đá chống dính nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là hai phần trái tim và hai phần tròn như này. Các bác có thể dùng để làm bánh, làm kẹo này, rồi nói chung là dùng đa di năng được hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là một cái chảo như này
Một cái chảo này chỉ có 80.000 thôi. Lên cho em là chảo Opla nhá. Chảo Opla, giá của nó sẽ là 80k trong chiếc chảo Opla như này. Rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm. Đó là cái kem đánh răng của Nhật nhá. Qua lên cho em là kem đánh răng Nhật. Con này thì giá sẽ là 60.000 cho một cái hộp kem đánh răng Nhật như này. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là hàng nguyên đai như này nhá. Nguyên đai như này. Đấy, thì khi có khi em vận chuyển thì nó sẽ bị bọt thì nó rách ra thôi. Chứ còn hàng nguyên đai nguyên kiện, và con này của nó thì nó sẽ không có niêm phong đâu nhá. Đấy, nó sẽ không có niêm phong. Cho nên là các bác về là các bác cứ thế dùng thôi, không lại bảo là em bóc niêm phong thì nó mất hay đi. Đó. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 trong hộp kem đánh răng Nhật như này, 170g. Hàng thì bằng hàng Việt Nam thôi nhưng mà chất lượng Nhật nhá. Hàng made in Japan cho bác luôn. Mã tem, mã vạch, mã code đàng hoàng, 170g. Made in Japan qua này. Đó. Và con này thì chuyên chống viêm nếu viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng. Đây. Đấy, viêm nếu viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng là dùng là khỏi hết nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 60k thôi. Lên mã giúp cho em đó là kem đánh răng Nhật nhá. Kem đánh răng Nhật giá sẽ là 60k cho một típ như này. 60k cho một típ kem đánh răng Nhật như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con đèn bắt muỗi nhá. Đèn bắt muỗi. Bác lên cho em là đèn bắt muỗi. Con này thì rất là tiện để cho các bác dùng. Đấy, lên cho em là đèn bắt muỗi đen nhá. 120.000. Mẫu này là mẫu to. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em này. Cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đấy, và bật công tắc lên thì nó sẽ có cái đèn hồng ngoại lên này. Đấy. Và con muỗi nó sẽ bay vào cái này và nó sẽ bị chập đúng như là bị chập ở cái vật muỗi thôi, đúng như chập ở cái vật muỗi nhá. Đấy, và vừa các bác vừa làm đèn ngủ này, các bác có thể để gầm giường này hoặc là đeo lên được, đeo lên tùy theo. Chỗ nào lắm muỗi thì các bác cắm vào cho em là nó sẽ bị thu hút bởi cái ánh đèn hồng ngoại này, và con muỗi sẽ bị thu hút bởi ánh đèn hồng ngoại này và nó sẽ nổ tanh tách, nó chết các bác nhá. Cũng đúng như là cái vật muỗi thôi, nhưng mà con này thì nó sẽ là dòng tự động. Các bác cắm điện cho em thì vừa là chức năng làm đèn ngủ này, vừa làm đèn bắt muỗi luôn. Nó rất là tiện ích, hai chức năng luôn. Đó, và hàng này thì rất là tiện luôn. Cắm lên nó sẽ là cái tia hồng ngoại như này. Lên cho em là đèn bắt muỗi đen nhá. Đèn bắt muỗi đen giá sẽ là 120k. Trước em có mẫu 90.000 thì là mẫu bé, mẫu này mẫu to, có công tắc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn hai đầu. Con này thì bên shop đã có cái video test rồi. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn hai đầu siêu tiện ích cho các bác luôn. Đó, một con đèn hai đầu siêu tiện ích. Ném cho anh cái mấy món kia đây. Một con đèn hai đầu siêu tiện ích như này các bác nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cáp sạc này. Đấy, một cáp sạc như này. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn hai đầu nhá, đèn hai đầu như này. Đấy, cái pha của nó thì rất là giỏi luôn. Đây này các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đây em đang giỏi ở kho như em này. Đấy. Đây các bác nhá. Đó, các bác thấy không? Đấy. Con này thì độ giỏi xa của nó thì từ 800 đến 1200 m. Em đã có video test ban đêm rồi cho nên em quay nhanh thôi. Đấy, và ở đây nó sẽ có thêm cho các bác là một con đèn như này. Đấy, đèn pha nhấp nháy các kiểu, con này điều luôn, cảnh báo luôn nhá. Đấy, rất là tiện ích nhá. Và đây nó sẽ có thêm cho các bác một con đèn bên hông này nữa này. Đấy, rất là nhiều đèn luôn. Và hai đầu có bọc cao su non chống trơn trượt, rồi chống va đập rất là tốt luôn. Hàng của Nhật này, made in Japan này, độ xa từ 800-1200m. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá một con đèn hai đầu như này, giá chỉ có 260.000, bao ship tận nhà cho bác luôn. Bác dùng để mình đi soi đi dọi, bắt chim bắt cá rồi đi biển cũng rất là ok. Đèn hai đầu nhá, đèn hai đầu giá sẽ là 260k nhá, 260.000 cho con đèn hai đầu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn này. Các bác lên cho em là găng tay thức ăn nhá. Một con găng tay thức ăn như này, một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là khoảng là từ 80 đến 100 chiếc nhá. Đấy, từ 80 đến 100 chiếc. Chuyên là các bác dùng để mình làm thực phẩm, làm thức ăn. Đấy. Cỡ của nó thì khá là phổ thông. Đấy, tay nam tay nữ đều dùng được hết nhá. Và khi mà con này các bác đeo vào thì thứ nhất là nó rất là ôm tay này, thứ hai là rất là dai nhá. Rất là dai. Đấy, ôm tay này dai như này các bác này. Thì dùng nó rất là thích. Đấy, rất là vừa vặn dai nhá. Đây. Đấy các bác thấy không? Rất là dai luôn. Dùng nó rất là đã. Đấy, các bác có thể dùng để mình làm thực phẩm, làm thức ăn này, bóp nem, bóp nộm, rồi nói chung là dùng để dọn vệ sinh, rất là đa dinh năng luôn. Đấy, một con găng tay thức ăn như này, một hộp thì từ 80 đến 100 cái nhá. Giá này chỉ có cho các bác là 25k thôi. Bên trên là găng tay thức ăn, 25k một hộp như này, 100 chiếc, 80 đến 100 chiếc thoải mái các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn thần tài nhá. Đấy, lô này về thì nó lại là màu xanh như này. Có lô màu xanh, có lô màu đỏ, có lô màu xanh, có lô màu đỏ, có lô màu nâu nhá. Đấy thì hàng về ngẫu nhiên, bên em gửi ngẫu nhiên. Trước khi dùng thì các bác bật cho em công tắc này lên này, sau bác vỗ vào đây này là nó sẽ lên, vỗ nó tắt này, vỗ lên vỗ tắt này. Trước khi dùng nhá, em hướng dẫn sử dụng luôn, các bác nghe cho kỹ nhá. Trước khi dùng nhá thì bật cái công tắc này lên này. Đấy, sau đó thì vỗ là nó sẽ lên này, vỗ nó tắt này. Đấy, vỗ lên vỗ tắt này. Và con này có cả điều chỉnh cả chiết áp luôn. Hàng rất chất lượng cho các bác nhá, dày dẫn chắc chắn. Giá sẽ là 60k. Vỗ này lên, vỗ này tắt, nhưng mà phải bật cái công tắc này lên đã. Đèn báo lên, vỗ. Đấy. Đèn báo lên nhá, đèn báo lên và vỗ. Đấy, rất đơn giản vậy thôi. Vỗ lên vỗ tắt. Giá thì chỉ có cho bác là 60.000 cho một con đèn thần tài như này.
lên mã giúp cho em, đó là đèn thần tài nhá, rất tiện ích, dễ sử dụng, chiều cao khoảng 20 cm, đèn thần tài, giá của nó sẽ là 60k. Đấy, công suất của nó là 0.4W nhá, đèn thần tài này, đèn thần tài, giá sẽ là đèn thần tài 60k một chiếc nhá, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái con máy đo huyết áp nhá, lên mã giúp cho em là máy đo huyết áp này, máy đo huyết áp, đo nhịp tim, 260.000. Con này các bác ra ngoài hiệu thuốc mà mua thì nó bán cho bác khoảng 500-600.000 nhá, 500-600.000. Bên em bán 260.000 bao ship tận nhà cho bác luôn. Về nhà các bác tự lắp pin vào cho em, 1 2 3 4 viên pin. 4 viên pin con thỏ nhỏ nhá, 4 viên con thỏ nhỏ. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong. Về nhà thì rất là dễ sử dụng thôi. Đấy, lắp vào là mình sử dụng thôi, bật nguồn lên là mình sử dụng này. Đấy, đo huyết áp, đo nhịp tim rất là tốt luôn. Các bác nào mà hay bị huyết áp cao, huyết áp thấp rồi nói chung là các vấn đề về tim mạch, huyết áp thì các bác dùng con này cho em, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 260.000 thôi nhá. 260k trong con máy đo huyết áp như này. Bình thường thì các bác ra ngoài hiệu thuốc mua nó sẽ bán cho bác khoảng 450-500k nha. Thì bên em bán 260.000 bao ship cho các bác luôn. Các bác nên mua, rất tiện ích. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái con máy sấy đũa nhá. Lên mã giúp cho nó là máy sấy đũa. Con này thì các bác chuyên dùng để mình vệ sinh đũa. Đấy, đũa khi mà các bác dùng rửa ráy xong thì mùa này nó sẽ là nồm ẩm, hoặc là các bác dùng quanh năm được. Để mình vệ sinh cái đũa của mình, ăn uống cho nó sạch sẽ. Đấy, đây nó sẽ là một con máy như này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái khay đựng nước này. Khay này đựng nước này, các bác rút ra thì nó sẽ là khay đựng nước như này. Các bác rút ra đổ đi cho em, rất là tiện ích thôi. Đấy, và đây thì nó sẽ là một con máy như này. Các bác chỉ cần mở nắp lên này. Đấy. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái miếng dán nhá, một cái miếng dán. Đấy, đầy đủ, và có cho các bác là mấy cái móc như này. Để các bác khi các bác dán lên thì mình đeo cái móc và dí đít này cho em này. Đấy, để mình treo đồ này, rất là tiện ích luôn. Đầy đủ phụ kiện cho các bác. Và khi các bác cắm vào cái các bác cắm giúp cho em vào cái đầu ấy nhá, cắm giúp em vào cái đầu củ sạc điện thoại nhà mình là xong. Đó, dùng chuyên dùng để sấy đũa rất là tiện ích. Sấy đũa rồi vệ sinh đũa thì các bác rất là tiện ích luôn. Lên cho em là máy sấy đũa. Giá sẽ là 100k nhá, 100.000 cho con máy sấy đũa như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Các bác nhá, đầu tiên thì mình sẽ dán lên tường này. Đấy, dán lên tường treo lên, sau đó thì các bác cắm vào. Đấy, rồi mình cắm đũa, cắm bát vào cho em, sau đó thì mình sấy thôi. Đấy, nó sẽ có tia hồng ngoại giúp cho các bác sấy sạch khô thìa đũa, rất là tiện ích nhá. Đó, các bác theo, dán lên này, treo lên, cắm điện vào bật lên, rất tiện ích luôn. Đấy, thì vừa là khử khuẩn vừa là sấy khô luôn, rất tiện ích nhá. Khử khuẩn sấy khô, rất tiện ích. Đấy, nó sấy bằng tia UV nhá, bằng tia UV, diệt khuẩn rất là tốt luôn. Giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy, các bác nên mua dùng, nó rất là tiện ích và an toàn. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái đầu chuyển cưa nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là hàng gửi đến các bác bom hàng nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Đây thì nó sẽ là bao gồm là một cái đầu như này, một cái đầu như này và một tay công, và có cho các bác là ba cái lưỡi, các bác lắp cái đầu lưỡi vào đây cho em. Đấy, thì khi mà các bác dùng là nó sẽ xoay như này thì nó sẽ giúp cho các bác là đẩy cái lưỡi cưa lên xuống để mình giúp mình cưa sắt, cưa thép, cưa gỗ đều được hết. Lên mã giúp cho em đó là đầu chuyển cưa. Giá thì chỉ có 80.000 cho một cái đầu chuyển cưa như này thôi. Đấy. Các bác có thể lắp vào máy khoan pin, máy khoan tay nhá, để các bác cắt như này rất là tiện này. Đấy. Con này thì nó thiên về cắt gỗ nhiều hơn. Đấy, các bác có thể cắt gỗ này, hoặc là cắt sắt, hoặc cắt ống nước đều được. Nhưng mà con này thì thiên về cắt gỗ nhiều hơn. Nhà các bác có máy khoan, máy cưa các bác đưa vào cho em. Đấy, sử dụng rất là đơn giản, gọn nhẹ và rất là tiện ích này. Lên mã giúp cho em đó là đầu chuyển cưa nhá. Giá thì chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đầu chuyển cưa này, giá sẽ là 80.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái bóng đèn. Các bác lên cho em là đèn 4 cánh mini nhá, đèn 4 cánh mini. Con này thì nó sẽ là dòng mini thôi. Và cái công suất của nó thì con này thì các bác lên cho em là đèn 4 cánh mini nhá. Con này thì nó rất là nhỏ thôi. Đấy, và nó sử dụng là mở ra như này. Và nó bằng dạng là LED nhá, LED các bác. Đấy, nó là dạng LED. Thì đây, em sẽ bật thử cho các bác xem. Con này thì giá cũng khá là hợp lý thôi. Giá chỉ có vài chục nghìn thôi. Công suất của nó sẽ là 28W đấy nhá. 28W, khá là sáng luôn đấy các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Đây, rất sáng luôn. 28W nhưng mà rất là nhỏ gọn. Rất là nhỏ gọn các bạn này. Bật lên thì cũng là sáng chói chang luôn. Các bạn thấy không? Chưa? Đó, rất sáng nhá. Đây. Đấy, các bạn thấy không? Rất sáng này. Đấy, và nó sẽ có 4 cánh như này. Công suất của nó là 28W, rất là chắc chắn các bạn, rất chắc chắn luôn. Và con này thì nó là dòng siêu sáng đấy. Nhỏ nhưng mà lại có võ, 28W các bác nhá. Đấy, 1, 2, 3, 4 cánh và một cái bên trong như này. Sáng trắng luôn đấy các bạn. Đấy, các bác dùng thì nó rất là tiện. Mình dùng để sử dụng các cái công việc. Ví dụ như là các bác có thể dùng để mình để bàn đọc sách này. Hoặc là
dùng để ăn cơm ăn nước, hoặc nói chung là các khu vực nào các bác cần cái độ sáng tương đối đấy, không sáng quá và cũng không quá yếu thì dùng con này chị em. Công suất của nó sẽ là đây đấy, em để lại tí nữa cho các bác xem nhá. Đó, khá là sáng đấy các bạn đấy, nó mini thôi. Cái đường cánh của nó khi mà mở ra thì nó vào khoảng là 20 cm nhá. Đấy, khi mà mở ra thì nó vào 20 cm như này. Đó, rất là sáng luôn. Hàng thì dày dẫn chắc chắn nhá. Công suất mặc định của nó là 28W. 28W các bạn nhá. Đó, 28W sử dụng điện 220V. Đây, rất nhỏ gọn như này. Lên mã giúp cho em đó là đèn 4 cánh mini nhá. Đấy, đèn 4 cánh mini. Đấy, lên cho em là bóng 4 cánh nhá, bóng 4 cánh. Bóng 4 cánh mini này, 4 cánh mini nó rất là nhỏ nhá. Rất là nhỏ, khi mở ra thì nó vào khoảng là 20 cm thôi, còn khi để nhỏ nó trong lòng bàn tay như này thôi. 4 cánh mini nhá. Giá sẽ là 40k nhá. 40k cho một cái con bóng 4 cánh mini như này. Đấy. Đèn 4 cánh mini như này các bác nhá, rất là nhỏ này. Khi mở ra thì nó vào khoảng là 20 cm nhá. Con này thì rất tiện ích luôn và khá là sáng nhá. Đấy. Lên cho em là bóng đèn 4 cánh mini, 4 cánh mini giá sẽ là 40.000, 40.000 một chiếc như này. Rất nhỏ gọn thôi. Các bác dùng nó rất là tiện, thay cho những cái quả bóng bình thường ở nhà nhà mình thôi chứ không có cái gì là cầu kỳ cả. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k nhá. 40k một chiếc, lên cho em là bóng đèn 4 cánh mini. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia vòi tưới cây tăng áp nhá, vòi đồng tưới cây tăng áp. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi như này. Đấy, có điều chỉnh tăng giảm áp lực nước và có cho các bác là ba cái cút nối như này. Vòi tưới cây tăng áp giá sẽ là, lên cho em là vòi đồng tăng áp nhá. Vòi đồng tăng áp giá sẽ là 50.000, 50k cho một con vòi đồng tăng áp như này. Một đầu vòi ba cút nối như này, rất tiện ích luôn. Để các bác có thể mình sử dụng nó rất là tiện ích. Đấy, các bác có thể điều chỉnh nhá. Để mình rửa này, xịt rửa này, tưới cây này, rửa xe này, rất là tiện luôn nhá. Đó, tưới cây rửa xe đều rất là tiện và có đầu vòi như này, các bác có thể điều chỉnh này, đóng ngắt trực tiếp được luôn, chỉ cần lắp vào là xong. Đó, bình thường thì như cái này của họ bán là nó không có đầu cút nối nhá. Đấy, còn bên em bán là có cút nối cho các bác luôn, có thể điều chỉnh giúp tăng giảm áp lực nước rất là tốt. Lên cho em là đầu vòi vòi đồng tăng áp, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá, 50.000. Sản phẩm tiếp theo đó là cái bạt phủ xe nhá. Đây, nó sẽ làm cái bạt như này. Đấy, chiều dài của nó là 1m và chiều dài là 2m, chiều rộng cũng là 2m và các bác có thể chùm lên cho một cái xe máy rất là tiện luôn. Phủ xe máy, xe đạp đều ok hết nhá. Lên cho em là bạt phủ xe này. Bạt phủ xe, giá của nó sẽ là 50k một chiếc nhá. 50.000, chất liệu của nó là vải bạt nhá. Vải bạt cho nên là dùng rất là bền. Các bác này, đấy, khi các bác dở ra chùm lên cho em. Đó, nó sẽ chùm kín được cho các bác luôn, nó rất là tiện ích nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, khi nó chùm lên nó sẽ chùm hết lên như này các bác này. Rất tiện ích luôn đây. Đấy, đây nhá. Một con xe như này. Các bác giở ra cho em là mình chùm lên này. Rất đẹp, rất tiện ích luôn. Mưa gió rồi nói chung là nắng này, mưa nắng đều phủ được hết nhá. Rất tiện ích luôn. Xe tay ga, xe to, xe nhỏ đều vừa hết nhá. Đấy, trời mưa trời nắng các bác chỉ cần phủ lên cho em như này thôi. Khi mình ngồi thì nó sẽ không bị nóng này và khi mình sử dụng thì nó rất là tiện ích luôn. Đấy, che mưa che nắng cực tốt luôn. Lên cho em là bạt phủ xe, giá sẽ là 50.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác sản phẩm đó là cái phao nước nhá. Đấy, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một phao này, một phao như này. Đấy, một phao kèm cho các bác là một cái đầu vòi để điều chỉnh đầu nước ra này và có cho các bác là một cuộn băng keo luôn. Giá thì sẽ là 60.000 cho một cái bộ phao nước như này. Đấy, 60.000 cho bộ phao nước như này, nó sẽ là dòng phao cơ. Đấy, ngắt tự động khi mà nước tràn lên ngập phao 1 cm thì nó sẽ ngắt nhá. Lên cho em là phao nước nhá. Phao nước giá sẽ là 60k nhá. Đang bán 70.000, giá đợt này về cho bác 60.000 một cái phao nước như này. Rất tiện ích luôn. Đây các bác này, đó. Các bác chỉ cần là thả vào như này thôi. Nước nó lên là nó sẽ tự ngập lên một phân là nó sẽ tự ngắt nhá. Đấy, coi theo. Ngắt luôn. Bỏ ra nó chảy này. Rất là tiện ích luôn. Không phải dùng những cái phao truyền thống, nó rất là bất tiện. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 những cái phao nước như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá. Đấy, nó sẽ là bằng dòng dòng cao su như này. Đấy, dòng cao su dệt than tổ ong hai lớp như này. Khi các bác ngồi thì cực kỳ là êm và thoáng khí này. Đấy, êm thoáng khí. Bác nào mà hay ngồi văn phòng này, hay là bị bệnh trĩ này,
hoặc là hay ngồi làm việc lâu đấy, gây nhức mỏi, thì các bác dùng cái này cho em, rất là tiện ích luôn. Giá chỉ có 80.000 cho một con đệm ghế như này thôi. Dùng để mình ngồi thì nó rất là êm ái, và bên ngoài của nó thì nó sẽ là một cái dạng vải dệt thoáng khí nhá. Vải dệt thoáng khí, và bên lớp một mặt là để lớp cao su non như này, các bác ngồi cho nó khỏi bị trơn trượt này. Mặt trên thì dệt thoáng khí rất là êm luôn. Đấy, các bác ngồi nó có cái độ đàn hồi, kể cả các bác để cả quả trứng lên đây ngồi nó cũng không bị vỡ đâu. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế, giá sẽ là 80.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá. Đấy, đệm ghế, giá sẽ là 80k. Đó. Đệm ghế này, giá sẽ là 80k cho một cái đệm ghế như này nhá, 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop về các bác cái sản phẩm đó là cái cân các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là cân sức khỏe nhá. Đấy, cân sức khỏe hoặc là cân người đều được. Đấy. Thì ở đây nó sẽ kèm cho các bác, kèm cho các bác một viên pin luôn. Đấy, đây. Đấy, nó sẽ là hàng cân của Nhật như này, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Con này thì cân được tối đa lên tới 180 cân nhá, 180 cân. Đó. Và nó sẽ kèm cho các bác một đôi pin như này, về nhà các bác lắp pin vào cho em. Lắp pin vào là mình cân thôi, nó rất là tiện này. Các bác lắp pin vào cho em. Đây thì họ đã có sẵn pin cho anh em các bác rồi. Đấy, lắp pin vào cho em là mình sử dụng này. Đó, đây. Con này thì nó sẽ có cho các bác là cân nặng và cập nhật luôn cả nhiệt độ luôn nhá. Cập nhật nhiệt độ luôn. Để em thử cân xem tình hình sức khỏe và cân nặng của chủ shop tính như nào các bác nhá. Đó, đây. Cân nặng của em bây giờ đang là 65,9 kg nhá. Đấy, tức là vào 66 cân. 66 cân thì như vậy là cân của em đang có dấu hiệu giảm cân nhá. Đấy, đang có dấu hiệu giảm nhẹ. Đó, trước em đang là 67, 68. 68, 69. Đấy, mà bây giờ còn là đi này. Đấy, để em cân lại cho các bác xem. Đó. Đây, 65,9, tức là bây giờ em là còn có 66 cân thôi. Đấy, 66 cân. Bình thường là 68 cân. Giảm được 2 kg thôi nhá. Đấy, thì các bác lên cho em là cân người nhá, cân người. Lên cho em là cân người hoặc là cân sức khỏe cũng được. Lên cho em là cân người đi. Con này chuyên để cân người mà. Cân người. Giá thì đợt này về cho bác giá tốt luôn. Các bác lên cho em là cân sức khỏe nhá. Đấy, cân sức khỏe. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho cái cân sức khỏe như này. Rồi, ok. Hello, chào các bác nhá. Hôm nay thì bên shop về rất nhiều mã hàng mới, thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đó, thì hôm nay bên shop sẽ về cho các bác một cái mã sản phẩm mới, đó là cái thùng đồ nghề nhá. Đó, hàng thì lâu lắm rồi thì bên shop lại mới có hàng về các bác nhá. Hàng thì cực kỳ chất lượng luôn. Đây em test cho các bác xem này. Đấy, đây. Người em 70 cân các bác này. Đấy. Người em 70 cân nhá. Em đứng lên thoải mái luôn các bác này. Đấy. Đứng lên giãn dẹp thoải mái luôn nhá. Đấy, người em là 70 cân nhá. 70 cân. Đấy, đứng lên thoải mái luôn các bác thấy không? Con này thì kích thước của nó là 20-20 và 42 nhá. Đấy, rất chắc chắn các bác này. Đấy, các bác thấy không? Rất chắc chắn luôn. Cái độ của nó rất là khít nhá. Rất là khít như này thì khi các bác sử dụng nó không bị sọc sạch nhá. Đấy, những cái phần đai ốc các thứ này của nó rất là khít kỹ càng các bác nhá. Và chất tôn của nó thì khá là dày luôn. Chất tôn của nó khá là dày luôn, cho nên là các bác yên tâm sử dụng. Và hàng của nó thì nó sẽ là hàng sơn tĩnh điện nhá. Sơn tĩnh điện chống rỉ cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Hàng của thương hiệu Suvina các bác này, Suvina. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên số cũng đang gửi tới các bác cái giá rất tốt nhá. Đấy, đây. Nó sẽ là một cái dòng hai quai sách như này. Hai quai sách cực kỳ là tiện dụng luôn. Hai quai sách và siêu tiện dụng luôn. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Các bác lên mã giúp cho em đó là thùng đồ nghề nhá. Thùng đồ nghề. Con này thì kích thước của nó sẽ là một chiều là 20x20. Dài là 42 nhá. Đấy. Chiều dài của nó là 42 này. Dài là 42. Còn chiều cao là 20 nhá. Cao là 20. Và rộng là 20 nhá. Rộng 20. Giá thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn. Đó, giá của nó chỉ có cho các bác là 420k nhá. 420.000 cho một con thùng đồ nghề như này. Đấy, 420.000. Dòng này của nó thì nó sẽ có cho các bác là tổng là tổng của nó sẽ có cho các bác là một ngăn này. Đấy, một ngăn to này. Và nó sẽ có một ngăn to và 1 2
hai ngăn bé như này nhé, hai ngăn bé hai bên. Đấy, tổng nó sẽ có cho các bác là 5 ngăn. Chiều dài này thì sẽ là 42. Đấy, chiều rộng thì sẽ là 20 20 nhá, rộng 20 và cao 20. Rất là ngon lành luôn. Đấy, qua kiếp cực kỳ chắc chắn nhá. Đấy. Dập đột cực kỳ kỹ càng và chắc chắn cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ có một cái lỗ này để cho các bác móc khóa vào đây nhá. Đây, có một cái lỗ này các bác móc cái khóa vào đây này. Đấy, móc cái khóa vào đây để mình có thể là mình khóa vào cho nó cẩn thận các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 420.000 thôi. 420.000 cho một cái mã thùng đồ nghề như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên cho em là thùng đồ nghề nhá. Thùng đồ nghề. Giá sẽ là 420k nhá. 420.000. Giá đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đó, lên mã giúp cho em đó là thùng đồ nghề nhá. Thùng đồ nghề. Đó, giá thì siêu tốt cho các bác luôn. Hello chào các bác nhá. Nay thì Phạm Huấn lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video để gửi tới các bác trân trọng. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đó. Các cái mã sản phẩm em lên cho bác trong ngày hôm nay. Đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác một số các cái mã đó là cái vòi nước nhá. Vòi nước thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu. Đó là mẫu đầu tiên nó sẽ là mẫu van hai đầu nhá. Đấy. Các bác lên cho em là van hai đầu. Đó, van hai đầu như này. Đấy, đây nó sẽ là một con van nước hai đầu như này nhá. Bằng inox 304 không bắt 500. Inox 304. Inox 304 không bắt 500 các nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là van hai đầu. Van hai đầu con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 75.000 nhá, 75.000. Lên cho em là van hai đầu nhá. Van hai đầu này 75k đợt này về cho bác giá chỉ còn là 70k cho một con van hai đầu như này nhá. 70.000 cho một con van xả hai đầu như này. Đấy, lên cho em là van xả hai đầu nhá, van xả hai đầu này. Tiếp theo thì nay bên shop có về cho bác một cái mẫu van xả một đầu này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đó. Con này nó cũng là hàng inox 304. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái van một đầu nhá. Đấy. Van một đầu đây, cũng hàng bằng inox 304 này, su 304 nhá, su 304. Cực kỳ dày dẫn chất lượng cho bác luôn. Tất cả đều có đầu gen xoáy như này nhá, đều có đầu gen xoáy này các bác này. Đấy. Đầu gen xoáy này các bác có thể xoáy ra để kết nối với các cái vòi nước khác cũng rất là ok. Đó, inox 304 dày dẫn chắc chắn. Lên mã giúp cho em đó là van xả một đầu nhá. Đấy. Van một đầu. Con này thì các bác lên cho em là van một đầu. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con van một đầu này giá của nó sẽ là 50k nhá. Đấy, đang bán là 55.000. Về cho bác giá là 50k. Lên cho em là van một đầu nhá. Van một đầu này, đó. Đấy, van một đầu. Đấy, giá của nó sẽ là 50.000. Đó, van xả, vòi xả một đầu, giá sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai xịt RP7 này. Đây là một cái dòng xịt chuyên để xịt các bác xịt vào các cái vị trí ví dụ như là bị thấm gọi là bị ngấm nước này, ngấm nước này hoặc là nói chung là bị gọi là đây. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng của Australia này các bác này. Đấy, Australia các bác nhá, Australia. Đấy, và ở đây thì nó sẽ là khởi động lại động cơ bị thấm ướt này. Đó, làm nới lỏng các bộ phận bị rỉ sét này. Tiếng kêu phát ra từ động vật cọ sát này. Đấy, từ các cái vật cọ sát này. Và chống rỉ sét và ăn mòn. Đấy, thì các bác lên cho em là xịt RP7. Giá của nó sẽ là... Các bạn, 16 bạn nam, 12 bạn nữ. Ok. Lên cho em là xịt RP7 nhá. Xịt RP7. Xịt RP7 giá sẽ là 50k. Đấy, trước em bên em có cái mẫu 35.000 nhưng 35.000 thì hết rồi. Tại vì mẫu 35.000 là mẫu rất là nhỏ, còn mẫu này thì 50.000 và nó to gấp đôi luôn. Xịt RP7 nhá. RP7 giá sẽ là 50k cho một bình xịt như này. 50.000 nhá. Đấy, 50.000 cho một bình xịt RP7 này rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái dòng đồ thực phẩm nhá, đồ thực phẩm. Con này thì nó sẽ là hàng táo khô. Đấy, táo khô của Nhật này. Đấy, hàng rất đẹp cho bác luôn. Hạt to, đều đẹp, chất lượng. Các bác lên cho em là táo khô của Nhật nhá. Cái này thì giá của nó sẽ là 100.000 cho một bịch như này. 100.000 cho một bịch táo khô như này. Đấy, cân nặng của nó thì vào khoảng từ 800g đến 1 cân nhá. 800g đến 1 cân. Thì các bác lên cho em là táo khô nhá. Táo khô, giá của nó sẽ là 100k cho một túi như này nhá. 100k cho một túi táo khô như này. Rất tiện ích luôn các bác này. Đấy, đây. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, táo của Nhật này. Cái này thì các bác có thể dùng để mình hãm nước uống trực tiếp này, hoặc là ngâm rượu này, hoặc là nói chung là dùng đa di năng được luôn. Đó, hầm xương rồi nói chung là làm các công việc đều được. Đấy, các bác chế biến thực phẩm thức ăn rất là ok. Hàng to đều đẹp, an toàn vệ sinh thực phẩm nhá. Giá thì chỉ có 100.000 cho một bịch táo khô như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bịch nho khô nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là đựng hộp như này. Đựng hộp như này các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà hoặc là mua về để
đi Tết cũng rất là đẹp và lịch sự. Đây nó sẽ là một bịch như này các bạn này. Đấy, một bịch như này, hạt to đều đẹp. Đấy, to đều đẹp như này, rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Đấy, các bác thấy không? Đó, to đều đẹp, rất là tuyệt vời. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái bịch táo khô như này, giá của nó sẽ nho khô như này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá, 90k. Đấy, lên cho em là nho khô này, nho khô giá của nó sẽ là 90k nhá. Con này thì cân nặng của nó thì nó cũng vào khoảng là từ 6 đến 8 lạng nhá. Đấy, 6 đến 8 lạng. Đây, hàng thì của tập đoàn Samsung này. Đấy, của tập đoàn Samsung. Đó, giá thì rất hợp lý, chỉ có 90.000 cho một bịch nho khô như này thôi. Thì bên shop có nho khô, nho khô, táo khô, thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái con máy mài dao nhá, máy mài dao. Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đấy, và con này thì nó hàng này nó sẽ có sẵn cho các bác cái đầu cắm như này luôn. Các bác chỉ cần cắm vào bật công tắc lên là xong nhá. Cắm vào bật công tắc lên cho em là xong. Đó. Và có cả viên đá mài ở đây nữa. Giá thì sẽ là 90.000 cho một con máy mài dao như này, chuyên dùng để mài dao mài kéo rất là ok nhá. Đấy. Có cả phần mài dao, có phần mài kéo, và các bác lắp vào là cái viên đá mài nó sẽ chạy nhá. Rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy mài dao nhá, máy mài dao. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn, chỉ có cho các bác là 90.000 cho một con máy mài dao này thôi, 90k nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là máy mài dao này, giá sẽ là 90k. Đó, máy mài dao. Máy mài dao giá sẽ là 90k nhá. 90k cho con máy mài dao như này. Đây các bác này, đây nó sẽ là một con máy rất là xịn sò như này các bác này. Đấy. Đưa tránh cái lọc rác. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đó. Một cái thôi. Đấy, rất là tiện luôn. Con này thì rất là thông minh, các bác có thể dùng để mình mài dao mài kéo rất là tiện nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Một con máy mài dao như này các bác này. Đấy. Các bác đưa vào mình liếc đi như này cho em là xong này. Đó, các bác thấy không? Đây. Rất tiện ích luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một con máy mài dao như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn học chống cận nhá. Giá sẽ là 100k cho một con đèn học chống cận như này. Con này thì các bác có thể dùng để cho các em học bài này. Đấy, rồi nói chung là đa di năng luôn. Và dòng này của nó, nó sẽ là cái dòng bằng pin nhá, chạy bằng pin. Đấy, tương đối là tiện ích luôn. Và có cáp sạc nhá, chạy pin có cáp sạc này. Đấy, các bác bật lên này cho em này. Học bài, đọc sách này. Hoặc là khi mà mất điện thì các bác có thể dùng để mình ăn cơm, ăn nước, nó rất là tiện luôn. Đó, đây, bác lắp cái này vào cho em này. Đó, rất là chắc chắn luôn. Đây, thì đây là công suất của nó là 10W này. Đấy, nó sẽ có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng trung tính nhá. Đấy, rất sáng luôn. Các bác có thể dùng để đọc sách này. Đấy, rồi học bài này, có thể gập lên gập xuống được rất là tiện này. Các bác thấy không? Đó. Lên cho em là đèn học chống cận nhá. Giá sẽ là 100.000 cho một con đèn học chống cận như này thôi. Và chạy bằng pin, cảm biến này, bật này. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Đó, rất là sáng luôn các bác nhá. Đấy, rất sáng luôn. Thì công suất của nó là 10W. Các bác có thể dùng để ăn cơm, ăn nước này, học bài, đọc sách, nói chung là đa di năng luôn, cũng rất là tiện ích. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc như này nhá, kèm một cái cáp sạc như này. Lên cho em là đèn học chống cận. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 100.000 thôi. 100k cho con đèn học như này thôi. Thì con này các bác dùng rất là tiện ích luôn, mua cho em nó học bài viết rất là tiện. Đèn học chống cận này, đèn học chống cận giá sẽ là 100k nhá, 100k cho con đèn học chống cận như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ rổ này. Các bác lên cho em là bộ rổ vuông nhá. Thì đây nó sẽ là một cái rổ như này, một cái rổ như này. Và nó sẽ có cho các bác là 3 chậu và 3 rổ nhá. Đấy, combo sẽ là 3 chậu 3 rổ. Hàng thì nó sẽ là cái hàng nhựa của Song Long nhá. À, nhựa của Việt Nhật nhá. Đấy, nhựa của Việt Nhật, siêu mềm và rất là dẻo dai với nhá. Siêu mềm rất dẻo dai như này. Giá thì chỉ có 90.000 thôi, 90.000 cho một bộ rổ vuông như này. Các bác lên cho em là rổ vuông nhá. Rổ vuông, giá của nó sẽ là 90k cho một bộ rổ vuông như này. Nhựa này của nó rất là dẻo dai luôn các bác này. Đây, rất dẻo dai luôn các bác theo. Đây. Đấy, dùng nó rất là đã này các bác này. Đấy. Quấn vào cũng không việc gì luôn các bác theo. Rất dẻo dai nhá. Thì nó sẽ có cho các bác là 3 đôi như này, 3 đôi như này, rổ kèm chậu như này, cứ 3 đôi như này, 90.000 cho 3 đôi. Đấy, 90.000 cho 3 đôi như này thì nói chung nó cũng là rất là tiện ích và giá hợp lý rồi. Chất nhựa của nó khỏi bàn luôn. Đấy, nhựa nguyên sinh, an toàn thực phẩm và sử dụng thì cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Và cái giá thì rất là hợp lý nhá, chỉ có cho các bác là 90k trong cái bộ rổ vuông này thôi. Hàng nhựa của Việt Nhật nhá. Đấy, hàng liên doanh Việt Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn và giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái lọc rác inox nhá, giá sẽ là 15.000. Các bác đặt vào cái chậu rửa bát
đấy nhà mình đấy, chậu rửa bát hoặc là các cái phần nào vừa cái này thì các bác đặt vào cho em. Giá sẽ là 15k nhá. Lên cho em là lọc rác inox này, lọc rác inox nhá. Lọc rác inox giá sẽ là 15k một chiếc như này nhá. 15k một chiếc lọc rác inox như này. Đây em sẽ có một video thực tế cho các bác xem luôn, nó rất là tiện ích. Đây các bác này, đấy, ví dụ như các bác dùng một cái lọc thường như này thì nó rất là bẩn nhá. Giống như cặn gạo còn sót lại có thể dễ dàng dính vào đó, tôi ném thẳng vào thùng rác. Dùng cái này tiện lợi hơn, nhiều lỗ nhỏ hơn và thoát nước nhanh hơn. Điều quan trọng nhất của việc không tích nước là nó không dính vào đồ vật. Chỉ cần đổ nhẹ nhàng là sẽ sạch, thật tiện dụng phải không ạ? Một món đồ không thể thiếu trong căn bếp của bạn. Nó thực sự dễ sử dụng hơn nhiều so với bàn cốc. Lỗ ban đầu nhỏ hơn, thoát nước rất chậm, dễ dàng tích tụ nước và lỗ của nó cũng tương đối lớn. Giống như cặn gạo còn sót lại có thể dễ dàng dính vào đó. Tôi ném thẳng vào thùng rác. Dùng cái này tiện lợi hơn, nhiều lỗ nhỏ hơn và thoát nước nhanh hơn. Điều quan trọng nhất của việc không tích nước là nó không dính vào đồ vật. Chỉ cần đổ nhẹ nhàng là sẽ sạch. Thật tiện dụng phải không ạ? Giới thiệu mọi người lọc rác bồn rửa bát tiện lợi ạ. Cái loại thông thường khi sử dụng ấy, mọi người phải tắc một vài hạt cơm thì nước chảy rất chậm nhá. Còn cái loại này là bằng lưới này, khi mọi người sử dụng thì có lỗ thoát nước nhiều hơn, không bị chảy chậm và tắc nữa nhá. Mua hàng những ngày mà không cháy màu vàng. Chào các bác nhé, hôm nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng thì em lại lên video tranh thủ gửi tới các bác. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái mũ này, thì em lên cái mã của nó sẽ là mũ ông già nhá. Đấy thì cái này nó gọi tên là như thế thôi chứ còn là ông già rồi người trung tuổi cũng đều đội được hết. Đấy và rất là ngon lành các bác này. Đấy ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái khuy như này, thì các bác có thể là mình đeo thì mình có thể mình thắt lên như này nhá, thắt lên như này đó, mình có thể thắt lên như này hoặc là các bác thả xuống cũng được, thả xuống cũng được để mình đội, nó rất là hợp lý cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ một mũ thì nó sẽ kèm thêm cho các bác là một cái miếng khẩu trang như này các bác này, một cái miếng khẩu trang như này thì để nhà các bác về nhà khi các bác đeo thì nó sẽ có thêm cho các bác cái khẩu trang này nữa để các bác thắt vào đây cho em. Đây thắt vào đây cho em này, đấy các bác thắt vào đây cho em thì nó sẽ là một cái khẩu trang để giúp cho các bác che mặt đằng trước nhá. Đấy, mùa đông khi các bác đội này thì nó sẽ là vừa là che tai, vừa là che mồm, che mũi cho bác luôn, che mồm, che mũi luôn, rất là ngon này các bác này. Đó, thì nó sẽ có thêm một cái khẩu trang như này nữa. Thì các bác muốn đeo cả cái khẩu trang này thì đeo, mà không đeo thì thôi. Đấy, tùy theo. Và sản phẩm thì nó sẽ đi kèm như vậy rồi. Đây em sẽ đội thực tế cho bác xem luôn. Lên cho em là mũ ông già nhá. Giá của nó sẽ là 95.000 cho một con mũ. Đấy, em sẽ đội cho các bác xem này. Đấy. Đây. Đây nhá. Đó. Đấy, bình thường thì các bác đeo vào nó sẽ có cả khẩu trang như này nữa thì siêu ấm luôn nhá, siêu ấm luôn. Và cái quai này thì các bác thắt vào đây cho em này. Đó là nó sẽ kín mít luôn nhá, kín mít luôn. Rất ấm các bác này. Đấy. Đội như này thì miền Bắc mà mùa đông lạnh thì các bác đội vào cho em thì thôi chấm hết luôn. Đấy, chấm hết luôn, quá đẹp luôn các bác này. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể bỏ cái khẩu trang này ra này. Bỏ khẩu trang này ra sau đó thì mình thắt lên như này. Thắt lên như này thì mình đội như một cái mũ phớt bình thường nhá. Hoặc các bác có thể thả này xuống này. Mùa đông các bác đội siêu ấm luôn nhá. Đấy. Chất liệu của nó thì bên trong của nó sẽ là bằng nhung này. Đấy. Nó sẽ là dạng nhung lông như này. Thì các bác đội vào thì nó rất là êm và ấm luôn. Đấy, nó sẽ là nhung lông như này nhá. Đấy, bên trong này của nó cũng là trần nhung hết này. Rất êm và ấm luôn. Và cái giá thì siêu hạt rẻ cho bác luôn, chỉ có 95.000 cho một cái mũ ông già như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là mũ ông già nhá. Mũ ông già. Giá của nó sẽ là 95.000. Đấy, một mũ và kèm theo một khẩu trang. Bình thường này các bác có thể đội bình thường như này. Đấy, các bác gấp hết lên thì mình sẽ đội như một cái mũ bình thường thôi, đội như một cái mũ phớt bình thường. Giời lạnh hoặc các bác đi ra ngoài thì mình sẽ thả cái phần quai này xuống, rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em đó là mũ ông già nhá. Mũ ông già giá sẽ là 95k. Đó. Lên cho em đó là mũ ông già này, đó. Mũ ông già. Giá sẽ là 95k nhá. 95k trong chiếc mũ ông già như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đèn một cái mẫu đèn pin mới này, bên shop mới về nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em cái đèn này, nó sẽ là đèn phễu này. Đấy, nó to và nó chỉ có một cái như cái đèn như cái phễu như này. Đấy, như một cái phễu như này thì các bác lên cho em là đèn phễu nhá. Đó, đèn phễu này. Đấy, con này thì cũng dùng để đeo đầu và nó có 3 chế độ sáng này, sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu các bác nhá. Đó. Và con này thì sẽ có dây sạc cho các bác đây, dây sạc đây, và các bác có thể ngoắt nghéo như này rất là tiện luôn này. Đấy. Và đây nó sẽ có chế độ như này các bác này, có báo pin luôn, có báo pin các bác nhá. Đó, rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, có báo pin cho các bác luôn nhá. Rất là ngon lành, có quai đeo như này, có quai đeo như này các bác đeo vào cho em. Đó. Con này thì pha của nó cũng khá là giỏi luôn nhá. Pha của nó khá là giỏi luôn. Đó, và rất tiện ích. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá. Giá của nó sẽ là 100.000 cho một con đèn phễu như này.
Các bác lên cho em điền phễu nhá. Con này thì giá của nó sẽ là giá siêu tốt cho bác luôn, 95.000 thôi. 95.000 cho một con điền phễu như này nhá. Đấy, con này thì các bác lên tên cho em là điền phễu, giá của nó sẽ là 95k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là điền phễu nhá. Đó. Điền phễu này, giá của nó sẽ là 95k. Đấy, con này dùng để các bác đeo đầu rất là ok luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái nến đỏ nhá. Nến đỏ các bác chỉ cần là bật cái công tắc này là nó sẽ lên thôi. Đó, rất là đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt nhá. Lên cho em là nến đỏ. Giá sẽ là 40.000 cho một cây nến như này, 40-45. 40.000 cho một cây nến như này các bác nhá. Đấy. Nó là một cái dạng là bằng chạy bằng pin, chạy bằng pin và nó có cái độ nhấp nháy như này. Nó như một cây nến thật luôn nhá, như một cây nến thật luôn. Giá thì sẽ là 45k cho một cây nến đỏ như này nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là nến đỏ nhá. Giá của nó sẽ là 45.000 cho một cây nến đỏ như này. Đó thì con này rất là tiện ích luôn. Đó. 45.000 cho một cây nến đỏ như này. Hàng thì rất đẹp các bác này, về nhà các bác có thể là đề co trang trí này hoặc là các bác dùng để trên ban thờ cũng rất là đẹp luôn. Đấy, và nó sử dụng cái pin cúc áo nhá. Rất là dễ mua thôi, cái pin này các bác ra hiệu sách hết, các bác ra hiệu sách mua cho em 5.000 ba viên. Đó, rất là tiện ích để về mình thay tháo. Lên cho em là đèn đỏ nhá. À, nến đỏ nhá. Lên cho em là nến đỏ này. Nến đỏ, giá của nó sẽ là 45k nhá. 45k cho một cây nến đỏ như này. Giá chỉ có 45.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia bộ hút nước rửa bát nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái đầu vòi hút như này, một đầu vòi hút như này. Đó. Kèm thêm ống dẫn này. Ống dẫn rồi dây dợ đầy đủ cho các bác luôn, có cả nắp xoáy vào các cái đầu can luôn nhá. Đấy. Giá sẽ là 70.000 cho một cái bộ hút rửa bát như này nhá. 70k. Lên cho em là hút rửa bát nhá, hút rửa bát. Giá sẽ là 70.000 thôi. Giá cực kỳ đẹp cho các bác luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đó, lên mã giúp cho em đó là hút rửa bát nhá. Hút rửa bát này. Hút rửa bát giá sẽ là 70k cho một bộ như này. Hàng bằng inox cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Thì các bác này. Này có tác dụng gì đúng không? Nhưng mà sau một hồi vào vạch thì mình phát hiện ra thì đây là cái chỗ để lắp những cái vòi mở rộng, những cái vòi hút dầu rửa bát như thế này, hoặc là những cái vòi của máy lọc nước. Quay lại với nhân vật chính thì như các bạn đã thấy, đây là một cái vòi hút dầu rửa bát. Mình đã dùng cái này thay thế cho cái chai dầu rửa bát mà có lẽ rất nhiều gia đình các bạn ở đây đang sử dụng, rất bẩn và rất là bất tiện. Thay vì mỗi lần rửa bát phải dùng một cái chai nhầy nhụa như thế này thì bây giờ bạn chỉ việc ấn thôi. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng mà từ khi mình dùng mình cảm thấy nó rất là tiện. Mình không còn phải châm dầu rửa bát từ chai to và chai nhỏ nữa. Và ngoài ra cái chỗ để những cái chai dầu rửa bát trước kia nó rất là bẩn, bây giờ nó đã sạch sẽ hơn rồi. Ngoài ra cái vòi này cũng làm từ thép không tỉ nên các bạn không cần phải lo bị rỉ sét trong quá trình sử dụng đâu nhá. Tổng kết lại thì đây là món đồ rất là hữu ích mà chị em nội trợ không nên bỏ qua. Mình để sẵn rất là tiện luôn. Các bạn lấy nước rửa bát như thế này để tôi chỉ cho cách chế vòi lấy nước rửa bát xịn sò từ cái lỗ vô dụng trên một rửa này nhé. Đầu tiên các bạn tìm cho mình một cái đầu vòi bơm của một lọ ấn kiểu như thế này. Rồi về gắn nó vào đầu bơm, xỏ ống qua cái lỗ bên trên bồn rửa. Tiếp đến xỏ ống vào lọ nước rửa bát ở thủ bên dưới. Vậy là xong. Như thế này, lấy nước rửa bát đã đủ xịn sò chưa? Tên nó là cái gì đây? Bình thường, tên các bạn lấy nước rửa bát như thế này để tôi chỉ cho cách chế vòi lấy nước rửa bát xịn sò. Rất tiện luôn, lên cho em là hút rửa bát nhá. Hút rửa bát giá sẽ là 70.000 cho một cái bộ hút rửa bát như này. 70.000 cho cái hút rửa bát như này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác một cái mã rất là mới, đó là cái chổi cọ bàn ghế nhá. Cái này thì các bác có thể là cọ bàn ghế này, cầu thang này, rồi nói chung là các cái vị trí mà sản phẩm bằng gỗ hoặc là các cái nền nhà khe khẽ đều cọ được hết nhá. Thì em lên cho các bác là chổi cọ bàn ghế nhá. Chổi cọ bàn ghế thì đây, ví dụ như cái phần bàn ghế này, rồi ban thờ này, rồi nói chung là ở đâu cũng được, nó là một cái dòng chổi như này. Thì em lên tên là chổi cọ bàn ghế nhá. Các bác về các bác kỳ cọ bàn ghế, rồi nói chung là rất là đa di năng luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là chổi cọ bàn ghế, giá sẽ là 35k. Đó, chổi cọ bàn ghế này. Chổi cọ bàn ghế nhá. Chổi cọ bàn ghế giá sẽ là 35k. 35k một chiếc nhá. 35.000 cho một chiếc như này thôi. Đấy, phần lông của nó thì chiều dài khoảng là gần 20cm và cái chiều rộng này khoảng 5cm. Rất là nhiều lông bằng cước như này. Thì khi các bác kỳ cọ nó rất là sạch luôn nhá. Đấy, các bác đánh cọ bàn ghế rồi trên các cái khu vực như là rất là nhiều nơi, các bác vệ sinh như cho em rất là tiện. Đấy, chỗ nào cần thì các bác cọ cho em nhá. Đấy, thì em lên tên nó là chổi cọ bàn ghế, giá sẽ là 35k một chiếc nhá. 35 cành cho một chiếc như này. Hàng cực kỳ cao cấp luôn, nội địa của Nhật các bác này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác sản phẩm đó là kia đệm ghế nhá. Chiều rộng của nó thì nó vào khoảng là gần 40 và chiều ngang thì gần 30 nhá. Đấy, các bác chuyên để dùng thì mình để các cái phần ghế này, các bác ngồi mình ngồi cho nó êm đấy. Đấy thì con này nó sẽ là dạng dệt 5D theo kiểu than tổ ong như này. Thì khi các bác
ngồi này, ngồi xuống thì nó rất là mềm nhá. Các bác có thể để cả quả trứng ngồi lên cũng không vỡ đâu. Đó, rất là tiện ích luôn. Thì lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá, đệm ghế. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 80.000 à? 80.000 cho một cái đệm ghế như này, rất tiện ích luôn. Đấy, và đây nó sẽ là một cái dạng vải thoáng khí nhá. Khi các bác ngồi vào thì nó rất là êm và thoáng khí này. Bên dưới thì có một lớp cao su non này, và bên trên thì nó sẽ là một cái dòng vải dệt thoáng khí. Các bác ngồi thì nó rất là êm ái và thoáng khí cho các bác, rất là tiện ích luôn. Và con này thì giá thì chỉ có 80k thôi, rất là tiện dụng thôi nhá, rất tiện dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá, đệm ghế giá sẽ là 80.000 đó. Đệm ghế giá sẽ là 80k cho một cái đệm ghế như này nhá, 80.000. Đấy, em sẽ có video thực tế luôn. Đấy, rất là mềm luôn nhá, cho cả trứng ngồi lên không việc gì nhá. Đấy các bác thấy không, rất là ok luôn đó. Rất tiện ích luôn. Đó, thì các bác có thể dùng để mình đây là cái nệm 3D thoáng khí. Chất liệu của nó được làm từ silicone với thiết kế hai lớp dạng tổ ong. Mình ngồi không có bị nóng hay là bí vùng mông. Độ đàn hồi của nó thì không chê vào đâu được. Ngồi từ ngày này qua tháng nọ cũng không bị biến dạng đâu nha. Bây giờ mang ra thử với trứng gà xem nào. Người ta thử một trái nhưng mà kiên quyết 3 trái luôn. Cũng sợ nó bể lắm. Nhưng không sao, trứng vẫn còn nguyên vẹn nha. Cùng cha khác ông nội với cái nệm 3D thoáng khí này là một cái nệm 3D thoáng khí đời đầu. Mẫu cũ này thì có một lớp thôi. So sánh thử thì Kiên thấy mẫu mới này nó đàn hồi tốt hơn và có độ dày đều hơn. Tóm lại thì Kiên thấy cái nệm 3D này dùng khá là ổn, êm ái cặp mông. Đấy, rất là ngon lành nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Được. Chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Đấy, hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng thì em lại lên video để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 để ship, hoan hỉ vui vẻ các bác nhá. Đó, em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải lâu chờ đợi. Hôm nay bên shop về cho các bác một số các cái mã vòng rất là hay và đẹp. Đây là đều là các loại vòng giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, dùng cực kỳ là tốt luôn. Và nó sẽ có hai loại, đều là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Nó sẽ có là một loại là vòng trầm gỗ và một loại là vòng vàng. Đó, thì đầu tiên em sẽ lên cho các bác cái mã vòng vàng này. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là vòng vàng. Thì đây nó sẽ là một con vòng như này. Ở đây nó sẽ có đính các cái hạt nam châm từ trường này. Đấy, các cái hạt nam châm từ trường như này thì khi các bác đeo vào nhá thì vừa chức năng là trang trí này, vừa chức năng là trang trí rất là đẹp luôn. Đấy, đeo lên nó sẽ rước tay lên rất là nhiều, rất là đẹp nhá. Đó, tức là vừa là trang trí này, vừa giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông rất là tốt luôn. Đấy, thì lên mã giúp cho em đó là vòng vàng nha, vòng vàng. Ở đây thì nó sẽ có đính cho các bác các cái hạt nam châm như này. Các cái hạt nam châm từ trường như này thì khi mà các bác đeo vào thì nó giúp cho các bác là máu huyết lưu thông ổn định rất là tốt luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là vòng vàng nhá, vòng vàng điều hòa huyết áp. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có cho các bác là 50.000 cho một con vòng vàng điều hòa huyết áp như này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là vòng vàng này. Đó. Đây. Các bác lên cho em là vòng vàng nhá. Vòng vàng điều hòa huyết áp giá sẽ là 50k. Đó, 50k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã đó là cái vòng trầm gỗ nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là bằng gỗ. Đấy, bằng gỗ trầm và cũng giúp cho các bác là điều hòa huyết áp luôn. Con này thì nó lại đựng trong cái hộp rất là xịn sò. Hàng thì cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đây các bác này. Đó, hàng nội địa của Nhật. Các cái hạt trầm gỗ như này các bác có thể dùng để đeo tay này. Đeo tay hoặc là mình có thể đeo trực tiếp vào cổ cũng được. Rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, thì lên mã giúp cho em đó là vòng trầm gỗ nhá. Đeo vào thì rất là đẹp luôn. Các bác có thể dùng để đeo tay trang trí này. Đấy, để giúp cho các bác là điều hòa huyết áp luôn. Nó sẽ có 108 hạt này, kèm cho các bác là một cái đài sen rất là đẹp này. Đó, có thể đeo tay đeo cổ này. Mùi trầm tự nhiên rất là thơm. Mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu và rất là tuyệt vời. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá chỉ có 50 cành thôi. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn, đựng trong cái hộp như này. Các bác có thể mua để cho, biếu tặng làm quà, rất tuyệt vời. Thì lên cho em là vòng trầm gỗ nhá. Vòng trầm gỗ này. Vòng trầm gỗ, giá của nó sẽ là điều hòa huyết áp này, điều hòa huyết áp giá sẽ là 50k nhá. Đấy, thì bên shop có hai mẫu, một mẫu là vòng trầm gỗ, một mẫu là vòng vàng. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác kia tất 10 nhá. Tất 10 thì nó sẽ có loại là màu đen và màu có loại màu đen và màu trắng như này. Đấy, một vỉ này là 10 đôi nhá. Một vỉ này 10 đôi. Giá thì rất là hợp lý cho bác rồi. Giá chỉ có
90.000 cho một vỉ 10 đô như này thôi nhá. 90.000 cho một vỉ 10 đô như này. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là Tất 10 nhá, hàng của thương hiệu Nike này. Co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn. Đấy, co cầm cho anh cái Tất này đây. Co giãn Tất hộp đây. Co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt luôn. Đấy, và dòng này thì bên em có hai màu. Màu đen và màu ghi nhá. À, màu đen và màu trắng. Đó, màu đen và màu trắng. Giá thì sẽ là các bác lên mã giúp cho em đó là Tất 10 nhá. Đấy, Tất vỉ 10 này, Tất vỉ 10 nó sẽ có là màu đen và màu trắng nhá. Đấy, các bác lên cho em là Tất vỉ 10 đen hoặc Tất vỉ 10 trắng, giá sẽ là 90k nhá. 90k cho một vỉ như này. 90.000 cho một vỉ như này bao gồm là 10 đôi, 90.000 cho một vỉ 10 đôi các bác nhá. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là Tất hộp này. Tất hộp thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu ghi. Đấy, có hai màu như này, màu đen và màu ghi nhá. Đấy. Dòng này của nó thì chỉ có 5 đôi thôi. Chỉ có 5 đôi thôi nhá. Đó, chỉ có 5 đôi như này thôi. Và nó sẽ dài hơn cái Tất 10 nhá, dài hơn cái Tất 10. Nó sẽ dài hơn, cổ nó sẽ cao tầm khoảng là trên 10 cm. Thì các bác thích đi cái loại cổ ngắn hoặc cổ dài thì tùy theo các bác có thể lấy. Hàng thì đều là hàng co giãn 4 chiều nhá. Thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn, và dùng thì cực kỳ là tiện ích. Và cái giá thì cũng rất là hạt rẻ cho bác luôn. Chỉ có 80.000 cho một vỉ bao gồm là 5 đôi nhá. Đấy, 80.000 trong hộp bao gồm là 5 đôi. Đó, sẽ có màu đen và màu ghi nhá, màu đen và màu ghi như này. Thì các bác lấy màu nào thì lấy nhá, lấy màu nào thì lấy cho em. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là Tất hộp 5 nhá, Tất hộp 5 này. Tất hộp 5. Đấy, có sẽ là màu đen và màu ghi nhá, màu đen và màu ghi. Giá thì sẽ là 80k nhá. Đấy, 80.000 cho một hộp 5 đôi nhá. Chỉ có 5 đôi thôi các bác nhá. Đấy, Tất hộp 5 đôi nhá. Đấy, các bác lưu ý cho em, 5 đôi này, còn vỉ với là 10 đôi, xem kỹ cho các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái con dao dao chặt 1 cân nhá. Hàng thì sẽ là hàng made in Japan này. Đó, made in Japan. Và con này của nó thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Murato của Nhật. Hàng mới tinh, nguyên đai nguyên kiện, chưa qua sử dụng, thanh lý siêu thị, nặng 1 kg, chặt cực kỳ là đầm tay và chất lượng cho các bác luôn. Đấy, đây, em sẽ chặt thử cho bác xem nhá. Đây, chặt thử thực tế cho bác xem luôn này, đây nhá. Chặt sắt nhá, đây là sắt này, chặt cho các bác xem nhá. Đó đây. Chặt sắt này các bác thấy không? Đây, đấy. Chặt sắt không có hề hấn gì nhá. Đấy các bác thấy không? Rất là ngon lành luôn, không cong vênh sứt mẻ gì đây các bác này. Đấy. Chặt sắt này, rất là ngon luôn các bác này. Đó, thấy chưa? Các bác thấy không? Không hề cong vênh mứt mẻ gì. Các bác có thể dùng để chặt gà, chặt cá, chặt xương trâu, xương bò, rồi nói chung là đa di năng và đa di năng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là dao chặt 1 cân nhá, dao chặt 1 cân. Giá chỉ có 230 cành, bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em nhé. Nhận hàng kiểm tra thanh toán. Lên cho em là dao chặt 1 cân nhá. Đấy, dao chặt 1 cân này. Dao chặt 1 kg. Giá sẽ là 230k nhá. 230.000, bao ship đến tận nhà luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái nhang chầm đốt nhá. Đấy, nhang chầm đốt thì đây nó sẽ là một cái dòng nhang chầm như này. Đấy, của nó sẽ có cho các bác là 50 vòng. Cuối năm đến nơi rồi. Các bác mua nhang chầm về mình vừa là đốt thư thái này, vừa là có thể là thắp hương cho các cụ cũng rất là ok. Đó, thì một vỉ này của nó sẽ bao gồm là hai vòng. Một vỉ này là hai vòng nha, các bác tách cho em một vỉ này là hai vòng. Và nó có 50 vỉ. 50 vỉ nhân đôi thì nó sẽ là 100 vòng nhá. 50 vỉ nhân đôi nó sẽ là 100 vòng. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 40k thôi. 40.000 cho một 40.000 cho một thùng như này. Đấy, 40.000 cho một một hộp như này các bác nhá. Đấy, lên cho em là nhang chầm đốt nhá, nhang chầm đốt. Giá của nó sẽ là 40k. Đó, lên mã giúp cho em đó là nhang chầm đốt nhá. Nhang chầm đốt này. Nhang chầm và dùng để đốt. Đấy, nhang chầm đốt. Giá sẽ là 40k nhá. 40k trên một một hộp như này. Một hộp này sẽ là 40k và bao gồm cho các bác là 100 vòng nhá. 100 vòng, hàng nội địa của Nhật. Chất liệu của nó là chầm tự nhiên, rất là thơm nhá, hương chầm tự nhiên, thơm dịu nhẹ, dễ chịu, dùng cực kỳ là đã đời luôn. Đó, rất là thư thái nhá. Và các bác sử dụng thì thời gian cháy của nó là từ 2 đến 3 tiếng các bác nhá. Từ 2 đến 3 tiếng, có thể đến 4 tiếng tùy theo môi trường, nếu mà hiếm gió nhá. Ít gió thì nó cháy rất là lâu. Đó, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn wifi nhá. Con này sẽ bao gồm cho bác là một đèn và một cáp sạc như này. Hàng thì của Đức này, made in Germany này. Con này thì em đã có cái video test ở ngoài rời cho các bác xem rồi. Đấy, có thể điều khiển ngọt lên ngọt xuống như này. Hàng này thì cái thân này của nó sẽ là bằng hợp kim này. Hàng của Đức và xuất Nhật nhá. Đó, pha của nó thì rất là rọi và sáng luôn. Và con này ưu điểm của nó là có bật tắt cảm biến nhá. Đây, ở đây nó sẽ có hai cái mắt như này, một cái mắt sáng và một cái mắt để tối này. Đấy, một cái mắt để điều khiển ánh sáng và một mắt để tắt. Đấy, tức là có hai cái mắt cảm biến như này các bác này. Hai mắt cảm biến đây.
Đấy, bật này, tắt này, bật tắt này rất là tiện luôn. Đó, bật này, tắt này, bật tắt này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn wifi nhá, đèn wifi. Giá chỉ có cho anh em các bác là 130.000 thôi, 130.000. Lên mã giúp cho em đó là đèn wifi này, đèn wifi. Giá sẽ là 130k nhá, 130.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em đó là kia gen co nhiệt nhá. Giá thì chỉ có 50 cành cho một con gen co nhiệt như này thôi. Thì đấy có để test ấy. Không biết bên kia nó test chưa? Ừ được rồi. Gen co nhiệt nhá. Ở đây thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 328 đầu, 328 PCS này. Đấy, tức là 328 đầu. Ở đây thì nó sẽ có to, nhỏ, lớn, bé, mẹ con đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, từ 5 ly đến 0,1 ly. Đây, qua này. Đấy các kích thước của nó đây. Thì các bác có thể dùng để trực tiếp để mình luồn vào dây điện, sau đó thì mình dùng lửa mình hơ đi cho em là xong. Đó, và giá chỉ có 50.000 thôi. 328 đầu, các bác mua một hộp này về dùng cho cả đời luôn nhá. Đấy, lên cho em là gen co nhiệt này. Gen co nhiệt giá sẽ là 50k nhá. Đấy, gen co nhiệt 50k trên một hộp như này, bao gồm là 328 đầu, rất là tiện luôn. Tức là mình đấu dây điện và mình luồn qua, sau đó thì mình đốt là nó sẽ thu vào là xong có nhá, gen co nhiệt. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia kẹo chuột nhá. Con này thì hàng thị phần của nó là số 1 của Thái Lan luôn rồi, bên shop bán rất là nhiều rồi. Con này thì cực kỳ là nhạy luôn các bạn, em bán rất là nhiều rồi, cực kỳ là nhạy luôn. Đấy, chuột to, chuột lớn, chuột nhỏ, chuột bé, chuột nhà, chuột đồng coi nhá. Đấy, chuột nhắt, chuột cống nhá, đều chết hết luôn. Và con này thì ưu điểm của nó là nó có một cái nó là thuộc dạng thuốc sinh học và nó có một cái màu sắc rất là hấp dẫn luôn. Và khi con chuột nó đã ăn là nó kéo cả đàn đến ăn luôn và chết cả đàn luôn nhá, chết cả đàn luôn, chết cả họ luôn, chết cả dòng họ luôn các bác nhá. Đó, có những con chuột nó cách từ khoảng 10-15 cây số nó vẫn đến nó ăn các bác nhá. Đấy, cho nên là diệt được cả xóm cả làng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 30k cho một lọ kẹo chuột như này thôi. Đấy, kẹo chuột nhá. Đấy, lên cho em là kẹo chuột, giá sẽ là 30.000 cho một lọ kẹo chuột như này, dùng cực kỳ là nhạy luôn. Đấy, màu vàng. Con này hàng của Thái Lan nhá, thị phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn và nó bán trên toàn cầu luôn. Hàng độc quyền của Thái Lan nhá, bán cực chạy luôn. Được nhá. Đó, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship cho em mà cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái con sản phẩm đó là cái con đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Con này thì chức năng của nó thứ nhất là làm đèn ngủ, thứ hai là có tính năng đuổi muỗi luôn. Đấy, rất là đơn giản, về nhà các bác chỉ việc là cắm vào điện là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện ích nhá. Đấy, cắm trực tiếp điện 220 này cho em này. Đấy. Đây, thì nó sẽ có chức năng là vừa làm đèn ngủ vừa làm đèn đuổi muỗi nhá. Đấy, vừa làm đèn ngủ làm đèn đuổi muỗi luôn. Con này thì nó sẽ là cảm biến nhá. Ban đêm thì nó với sáng không nhá. Ban đêm thì nó với sáng, còn là ban ngày thì nó không sáng đâu. Lưu ý các bác như vậy cho em. Không, về nhà các bác bảo sao lại không thấy đèn ngủ lên thì các bác cắm ban ngày thì nó chỉ lên cái đèn báo như này thôi. Đấy, còn ban đêm thì cảm biến nó sẽ lên thì nó sẽ đèn ngủ nó sẽ sáng nhá. Đấy. Thì lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi. Con này thì giá của nó sẽ là 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Rất là tiện luôn. Vừa làm đèn ngủ vừa làm đèn đuổi muỗi luôn. Đó. Đèn ngủ đuổi muỗi này, đèn ngủ này. Đó. Đuổi muỗi luôn, có chức năng đuổi muỗi luôn nhá. Đuổi muỗi. Giá của nó sẽ là 45k nhá. 45k cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Đèn ngủ thông minh. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ của bạn, hãy đặt mua đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh ngay hôm nay. Chuẩn bị cho mùa hè đầy muỗi với đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đó. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ. Giá chỉ có 45.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái kéo cắt may nhá. Các bác lên cho em là kéo may. Con này thì chiều dài của nó sẽ là vào khoảng là phần lưỡi này thì vào khoảng là 13 cm. Và con này chiều dài tổng thể của nó vào khoảng là hơn 30 cm. Và kích thước của nó là 12 inch. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan con này. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn đây các bạn này. Đấy. Con này dùng để cắt may thì tuyệt vời luôn. Đấy. Bác nào làm thợ may này, làm nghề này, dùng con này rất là chấm hết luôn các nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới quý cô bác anh chị cái giá rất là hợp lý rồi. Chỉ có cho các bác là một cái con kéo cắt may như này, chỉ có cho các bác là 160.000 thôi nhá. 160.000 cho một con kéo cắt may như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là kéo may nhá. Kéo may
giá của nó sẽ là 160k. Đó, kéo may này, giá của nó sẽ là 160k cho một con kéo may như này nhá, 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái, các bác lên mã giúp cho em đó là keo dán dày. Đấy, con này thì rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 15.000 cho một lọ keo này thôi. Dòng này của nó sẽ là dòng keo tan chậm như này nhá, keo tan chậm như này. Thì khi các bác sử dụng thì nó rất là dễ dàng. Đó, à, keo khô chậm thì các bác sử dụng là không sợ bị dính tay này. Và khi các bác bôi lên như này, đấy, cho bôi vào các cái phần của giày của dép này. Đó, và nó sẽ là khô từ từ và nó bám dính rất là tốt luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái lọ keo dán dày như này. Các bác lên cho em là keo dán dày nhá. Keo dày giá của nó sẽ là keo dán dày này. Keo dán dày giá của nó sẽ là 15k một 15k cho một lọ keo dán dày nhá. 15.000 cho một lọ keo dán dày. Đó. Đây các bác này. Đấy, nó sẽ là một cái dòng keo siêu dính luôn các bác nhá. Đó. Đây, các bác thấy không? Đây. Rõ vào này. Giày dép này. Đấy, rất là dính luôn. Cực kỳ là tốt luôn nhá. Đó, các bác bị bong giày, bong dép này. Các cái bề mặt đồ giày, đồ da bị bong chốc các bác dán vào cho em rất tuyệt vời luôn. Đó, rất là hữu ích nha, và nó khô chậm cho nên là nó rất là dai. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 15.000 cho một lọ keo dán dày như này thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã cho em là miếng dán thải độc chân nhá, miếng dán thải độc chân. Đó, thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này sẽ có cho các bác là đi đấy, có cho các bác là một hộp này là 50 miếng nhá, 50 miếng. Đó, hàng thì của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Bao gồm cho các bác là 50 miếng dán như này và 50 gói thuốc nhá, 50 gói thuốc. Về nhà các bác cứ thế là mình dán lên cái gan bàn chân cho em. Đấy, lên cho em là miếng dán thải độc chân nhá. Miếng dán thải độc chân giá thì chỉ bằng một bát bún thôi. Thải độc chân. Đấy, mùa đông như này các bác nên dùng rất là tốt luôn, giá chỉ có 40k thôi nhá. Miếng dán thải độc chân 40.000. Giá chỉ bằng một bát bún thôi và rất là hữu ích luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem. Cái này thì khi các bác dán để qua đêm, đấy, dán vào cái gan mặt chân ấy, sau đó mình đi ngủ để qua đêm thì các cái phần độc tố nó sẽ thẩm thấu ra, nó hút ra các bác nhá. Rất nhiều thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trong kinh như mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đó, rất là ok các bác nhá. Đấy, giá thì chỉ có 40.000 cho một hộp miếng dán thải độc chân thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái búa vàng nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là một con búa vàng như này. Giá thì sẽ là, các bác lên mã giúp cho em đó là búa vàng nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 60.000. Đấy, nó sẽ làm con búa như này. Chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 17-18 cm. Đó, tầm đấy, tầm 17-18 cm thì đấy các bác nhá. Đấy, và nó sẽ là một con búa như này. Cái thân búa này thì nó sẽ là bằng ngón tay như này nhá. Bằng ngón tay như này, và con này thì cực kỳ là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Khi các bác xoáy ra thì nó sẽ là một con tô vít như này này. Đấy, một con tô vít này rất là tiện luôn. Xoáy tiếp ra nữa thì nó sẽ lại có cho các bác là một cái con tô vít nữa này. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác một con tô vít nữa này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là thêm hai cái đầu tô vít như này. Hai cái đầu tô vít này rất là tiện luôn này. Đó. Đây. Đấy, nói chung là nó rất là nhiều các cái đầu tô vít luôn. To nhỏ lớn bé đầy đủ cả, các bác cứ thế là mình xoáy ra là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện ích nhá, rất tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý. Chỉ có cho các bác là một cái con búa vàng như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Đấy, nó sẽ có rất là nhiều tính năng trong một cái con búa như này. Đấy, vừa làm búa để mình có thể là sửa chữa nhẹ nhàng này. Đấy, và có sẵn tô vít, tích hợp tô vít cho các bác luôn để mình sử dụng luôn. Lên cho em là búa vàng, giá của nó sẽ là 60k nhá. Đấy, các bác lên cho em là búa vàng này, búa vàng. Búa vàng giá của nó sẽ là 60k trong con búa vàng như này nhá, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác kia búa nhá, thì nó sẽ có cho các bác là búa A1 này. Đấy, con này sẽ là búa A1 như này. Đó, búa A1 thì lên cho em là búa A1 bé nhá. A1 bé, con này thì sẽ là búa A1 bé, giá sẽ là 80.000 nhá, 80.000. Đấy, búa A1 này, giá sẽ là 80k cho một con búa A1 như này. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 25 cm và nặng khoảng 3 lạng. Con này có chức năng cả đóng cả nhổ đinh luôn. Tiếp theo là con búa A2 to. Hàng thì đều là hàng của thương hiệu Asahi của Nhật đây.
Đấy, Asaki như này. Đó, rất là ngon các bác luôn. Đó. Con to này thì cũng là cán bằng thép, bọc nhựa, có chức năng đóng và nhổ đinh và sử dụng như một cái búa bình thường. Con này lên trên là búa A2, giá sẽ là 130k nhá. Con búa A2 này là búa to, nặng khoảng 6-7 lạng, nặng 6-7 lạng, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đó, đây, rất là ngon như này nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là, các bác lên trên là búa A2 to nhá. Búa A2 to, giá sẽ là 130.000. A1 nhỏ là 80.000 các bác nhá. Đấy, các bác muốn lấy búa nào thì lấy. Rồi, ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop cập nhật các cái mẫu hàng Tết về la liệt để gửi tới các bác luôn. Đó, thì hôm nay bên shop về cho các bác các cái mẫu khay mứt Tết rất là đẹp. Thì bên shop về sẽ có 3 mẫu chủ đạo để gửi tới các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đó, cầm bỏ tranh ghế này. Bên em thì ship quốc toàn quốc, ship code toàn quốc. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đó. Và em lên cho các bác các cái mẫu khay mứt Tết của bên em thì bên em sẽ chia ra làm các cái mẫu theo kiểu là K1, K2, K3. Đó thì con mẫu này đầu tiên nó sẽ là con mẫu K1 này. Đấy, con này thì các bác cứ xoay này, nhấp vào là nó nhấp xuống, xoay này nó sẽ vào này. Đấy, mở này nó sẽ ra này. Đấy, nhấp xuống như này xoay phát là vào luôn. Rất ngon nhá. Đó, nhấp xuống này trước. Đấy, khi các bác mở ra nhá, lưu ý các bác khi mở ra này, mở ra thì nó sẽ khóa lẫy này, thì các bác nhấp xuống này cho em, sau đó sập phát là nó vào luôn. Đấy, mở ra thì bình thường, còn khi cho xuống thì ấn cái này xuống trước này, sau đó thì mình sập lẫy vào này. Rất là ngon nhá. Con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 5 ngăn bên trên và 5 ngăn bên dưới, tổng nó sẽ có là 10 ngăn. Đây, đấy, rất là ngon lành cho bác luôn. Thì con này anh em các bác lên mã giúp cho em đó là khay K1 nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100 cái mấy mình nhỉ? Các bác lên cho em là khay K1 nhá. Khay K1 giá nó sẽ là 160k nhá. 160.000 cho con khay K1 như này. Con này thì các bác lên cho em là K1, giá sẽ là 160k. Đó, rất là ngon lành các bác này. Đấy, rất ngon lành cho bác luôn. Nó sẽ có 5 ngăn bên trên, 5 ngăn bên dưới nhá. Đấy. Con này thì lên mã giúp cho em đó là khay K1, giá của nó sẽ là 160.000. Đó, 160.000. Lên cho em là khay K1 nhá, 160k này. 160.000 cho con khay K1 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã khay mới, đó là cái mẫu K2 nhá. Con này thì các bác lên cho em là mẫu K2. Đấy, mẫu K2 con này thì cũng rất là đẹp luôn. Đấy, con này thì các bác sập lẫy bằng tay vào như này. Đấy. Và nó cũng có cho các bác là 1 2 3 4 5 6 ngăn. 6 ngăn rất là to luôn, 6 ngăn rất là to luôn các bác nhá. Đấy. Khi các bác mở thì các bác nhấn này là nó sẽ mở ra này. Đấy, nhấn này cho em là nó sẽ mở ra. Đó thì các bác sẽ nhấn như này hoặc là nhấn lần lượt này là nó sẽ mở ra các bác nhá. Đấy. Nhấn này cái lẫy này nó sẽ mở ra này. Đấy. Cái này thì nó sẽ là bằng lò xo nên các bác nhấn lẫy này là nó sẽ mở ra cho em. Đấy, nó rất là tiện ích và nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 5 6 ngăn như này, 6 ngăn như này các bác nhá. Đấy. Con này thì khá là sâu luôn, cái ngăn này của nó là nó có 6 ngăn thôi nhưng rất là sâu nhá. Rất là sâu ngăn và có thêm một ngăn bên trên nữa là 7 ngăn. Đó, có sẽ có một cái ngăn nhỏ trên này. Đấy là 7 ngăn các bác nhá, rất là tiện ích luôn. Đấy, màu sắc rất là đẹp, màu hồng rất là đẹp, đúng không khí ngày Tết luôn. Con này thì các bác lên cho em là khay K2 nhá. Con này thì giá siêu tốt cho bác luôn. Đó, lên cho em là khay K2 này. Đó, khay K2, giá của nó chỉ có cho các bác là 95k thôi nhá. 95.000 cho con khay K2 như này. Giá sẽ là 95k. Con này thì rất là chắc chắn, bền đẹp. Con này thì nó bằng lẫy tay như này thì các bác yên tâm, không bao giờ lo bị hỏng hóc nhá. Đấy, rất là chắc chắn cho các bác luôn. Đây, và nó sẽ có một cái nắp bên trên như này. Đấy, thì nó sẽ có 6 ngăn tất cả, thì lên cho em là khay K2 nhá. K2 giá của nó sẽ là 95k nhá. 95.000 cho một cái khay K2 như này. Rất vừa vặn và xinh xắn cho các bác luôn. Đấy. Các bác chỉ cần nhấp như này là nó sẽ bật ra này. Đấy, nhấp này cho em là nó sẽ bật ra thôi. Đó, các bác nhấp này cho em. Nhấp đẩy tay một chút nhá. Đấy, nó có cái lẫy ở đây. Nó có cái lẫy cá ở đây cho nên khi các bác nhấp thì nhấp đẩy tay một chút là nó sẽ bật ra. Đấy, nhấp đẩy tay một chút nhá. Nhấp mạnh một chút là nó sẽ bật ra thôi. Đấy, đây các bác này. Đấy. Đẩy vào này, nhấp mạnh một chút nó sẽ bật ra này. Đấy. Rất là tiện ích các bác nhá, rất tiện ích luôn. Và con này thì nó đậy kín như này thì khi các bác để thì không sợ bị ruồi, muỗi, kiến, dán rồi mất vệ sinh các bác nhá. Đấy. Khi các bác mở thì các bác nhấp đẩy tay cho em. Đấy, nhấp ở trên này hoặc là các bác nhấp trực tiếp vào đây nhá. Nhấp trực tiếp vào đây là cái lò xo này nó sẽ bật ra. Đấy, nó sẽ bật ra cho các bác nhá. Nhấp đẩy tay một chút là nó sẽ bật ra thôi các bác nhá. Đấy, đây thì nó sẽ có cho các bác một cái hệ thống lò xo. Đấy, có lò xo ở đây. Đấy, cho nên là khi các bác dùng thì mình lưu ý giúp cho em. Đấy, có 6 ngăn bên ngoài và 1 ngăn bên trong là 7 ngăn. Đó. Tiếp theo thì
em lên cho các bác cái khay, một cái khay rất là đẹp đây. Các bác lên cho em cái khay này thì các bác lên cho em là khay K3 nhé, khay K3. Đó thì hoặc là lên cho em cái khay này nó sẽ là khay sen đi, khay sen đi cho nó dễ. Đó, tại vì là nhiều ca quá thì các bác lại không nhớ được. Cái này thì nó sẽ là khay hai tầng hình bông sen này, rất là đẹp và có thể xoay tròn như này nhá. Đấy, thì lên cho em là khay sen vàng nhá, khay sen vàng. Đấy, nó sẽ là bằng nhựa và mạ vàng rất là đẹp như này. Thì lên cho em là khay sen vàng. Con này thì giá cũng rất hợp lý nhá, chỉ có cho các bác là 150.000 thôi, 150.000 cho con khay sen vàng như này. Lên mã giúp cho em đó là khay sen vàng này. Khay sen vàng, giá của nó sẽ là 150k nhá. 150.000 cho con khay sen vàng như này. Đó. Con này của nó thì bỏ cho anh cái hộp vào đây. Hàng khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là hàng rời nhá. Lấy cái đẹp đi. Khi các bác nhận được hàng thì lấy cái hộp đẹp ấy. Đây. Chán quá. Nó sẽ là hàng nguyên trong hộp như này con này, nguyên trong hộp như này và nó sẽ rời hết nhá, rời hết các bộ phận. Đó, chứ nó không có lắp nguyên như này đâu. Và nó sẽ rời hết các bộ phận như này. Và trong hộp thì nó sẽ đầy đủ trọn bộ cho các bác và có cả giấy hướng dẫn nhá. Đấy, có cả giấy hướng dẫn đây các bác này. Đây. Đấy. Về nhà thì các bác cứ lắp đặt từng bộ phận một theo giấy hướng dẫn này cho em. Đấy, có cả mã QR các bác này. Các bác lên các bác quét cái mã QR này là nó sẽ ra có cả video hướng dẫn luôn. Hoặc các bác lên TikTok hoặc lên YouTube các bác gõ là cách lắp khay mứt sen nhá. Khay mứt sen là nó sẽ ra. Đó, khay mứt sen vàng là nó sẽ ra. Và con này thì giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Đây, đấy các cái bộ phận này, các cái chi tiết lắp này, 1 này, đấy, 2 3 các thứ này. Đây, người ta hướng dẫn rất là chi tiết này, có cả tiếng Anh luôn nhá. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Khi bên em gửi đến cho các bác thì nó sẽ là hàng rời như này nhá. Hàng rời trong hộp như này. Đấy, về nhà thì các bác tự các bác lắp vào giúp cho em nhá. Lắp vào giúp cho em. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khay sen vàng nhá. Khay sen vàng, giá sẽ là 150.000. Rồi, ok. Chào các bác nhá. Đấy, hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục cập nhật các mã hàng thêm này lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, các bác cứ mua đủ 200 là ok. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái sách quý song ngữ nhá. Các bác lên cho em là sách nói. Con này thì giá của nó sẽ là 100k cho một con sách nói như này. Về nhà các bác mua cái pin con thỏ nhỏ đấy. Nó sẽ là sử dụng 3 viên pin con thỏ nhỏ. Về nhà các bác lắp vào cho em là mình sử dụng thôi. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái trang với các cái chủ đề như này các bác nhá. Đó, các trang các chủ đề như này. Đấy, chủ đề toán học, chủ đề về thực phẩm này, cây cối này, đồ dùng, hoa quả, trái cây, xe cộ các thứ luôn. Và nó sẽ có song ngữ cho các bác luôn, cả tiếng Anh cả tiếng Việt. Về nhà các bác mua pin lắp vào là mình sử dụng thôi, để cho các em nó vui chơi và sáng tạo các bác nhá. Giá thì sẽ là 100.000. Lên mã giúp cho em đó là sách nói, giá sẽ là 100k. Đây là một cái dòng sách điện tử rất là hay luôn, để cho các em nó vui chơi sáng tạo rất là thoải mái các bác nhá. Lên cho em là sách nói này. Sách nói, giá của nó sẽ là 100k một quyển. 100.000 các bác này. Thích hợp để ba mẹ bắt đầu dạy cho bé. Sách song ngữ điện tử Anh Việt với 24 trang gồm nhiều chủ đề khác nhau trong cuộc sống như chữ cái, số học, dạy bé phân biệt các sự vật quanh mình. Sách được thiết kế chuẩn theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giọng đọc Anh Việt chuẩn phiên âm bản xứ. Thêm tính năng kể chuyện, phát nhạc thiếu nhi, hình ảnh minh họa sinh động, bé vừa chơi vừa học, việc học trở nên thú vị và chủ động hơn. Hãy giúp con phát triển toàn diện từ sớm ba mẹ nhé. Em trai, chị gái. Đấy, rất nhiều ngôn ngữ với các chủ đề khác nhau các bác nhá. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho bác sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ nhá. Con này thì nó cũng là dòng song ngữ cả tiếng Anh cả tiếng Việt. Và cái này thì nó cũng có các chủ đề giống như quyển sách nói kia, nhưng mà nó lại thuộc dòng là thẻ như này. Thì để cho các em nó vui chơi sáng tạo và cũng là tìm ra những cái phần nào mình yêu thích đi các bác này. Đấy, nó sẽ có là 112 thẻ với các cái chủ đề khác nhau nhá. Bố mẹ ông bà này, quần áo này, cây cối này, động vật khủng long này, xe cộ này các bác này. Đấy, đây thì em sẽ test thử cho các bác xem. Các bác về các bác bật nguồn lên cho em này, bật nguồn này lên này. Đấy. Sau đó thì bắt đầu này, đấy, đút vào này. Đó. Rất là nhiều chủ đề khác nhau các bác nhá. Đây, tàu hỏa này. Xe lửa. Đấy, có cả tiếng động luôn các bác nhá. Đó, rất là tiện ích luôn. Đây. Xe tưới nước.
Watering cart. Đó, rất là nhiều các cái chủ đề các bạn nhá, rất nhiều các cái chủ đề và song ngữ luôn. Xe cảnh sát. Police car. Đấy, có cả còi hú các thứ luôn, rất là chuyên nghiệp các bác này. Đấy, xe cứu thương này. Xe cứu thương. Ambulance. Đó thì cái này thì nó sẽ là thuộc dạng là máy đọc thẻ. Các em sẽ chọn các cái mẫu thẻ mình thích và thỏa sức sáng tạo. Và mình đây, nó sẽ có 112 thẻ với các cái chủ đề khác nhau. Tha hồ vui chơi sáng tạo thoải mái cho các em nó. Cái này có thể chơi nhiều bé một lúc được, rất là tiện ích. Giá thì sẽ là 95.000 nhá, 95k cho một con máy đọc thẻ như này. Có lên cho em là máy đọc thẻ, giá sẽ là 95k nhá, rất tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy đọc thẻ này. Máy đọc thẻ, giá của nó sẽ là 95k. Còn cái kia nó là sách nói nhá, giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sạc. Các bác lên mã giúp cho em đó là sạc béo nhá. Đấy, sạc béo. Thì ở đây nó sẽ là một con sạc như này. Kèm thêm cho các bác là sẽ có cho các bác là 3 đầu nhá. Và có đèn báo cho các bác luôn. Có đèn báo ở đầu này, nó sẽ có đèn báo nhá. Về nhà các bác cắm vào mình sạc thôi. Rất là tiện ích. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là 50.000 cho một cái sạc béo nha. Đấy, con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là sạc béo, giá sẽ là 50k nhá. Sạc béo, giá của nó sẽ là 50k một chiếc như này. Dài thì tầm khoảng 1 mét nhá. Dài khoảng 1 mét các bạn. Đấy, chiều dài của nó thì khoảng 1 mét, từ 90cm đến 1 mét. Dây của nó thì khá là to luôn, mà thuộc dạng là dây cao su mềm, rất là chắc chắn các bác này. Đó, rất chắc chắn luôn. Đầu thì có báo đèn và có 3 loại chân Samsung, iPhone, Type C, rất tiện ích luôn. Giá chỉ có 50.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là kéo hộp đỏ nhé. Đấy, một cái kéo đựng trong cái hộp màu đỏ như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kéo hộp đỏ. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái kéo hộp đỏ như này. Giá của nó sẽ là 160.000 cho cái kéo hộp đỏ như này nhá, 160k. Đấy, con này các bác dùng để chuyên để cắt cây, cắt cành này. Đấy, cắt cây, cắt cành, tỉa răm rất là ngon luôn. Kéo bền đẹp chắc chắn nhá. Hàng thì của nó sẽ là hàng thép này. Thép. Đấy, hàng của Nhật đây, made in Japan này, thép như này. Và hàng đúc liền thân nhá, rất chất lượng cho bác luôn. Đây, đúc liền thân ốp gỗ như này, hàng rất cao cấp các nhá, hàng rất cao cấp, thép không gì, cực kỳ chất lượng luôn. Đây, cắt rất là ngon quá này. Đấy, cắt rất là ngon luôn các bác thấy không? Đây, cắt rất ngon quá này. Đấy, cắt rất ngon luôn các bác này nhá. Đó, các bác thấy không? Cắt cây tỉa cành các thứ. Đấy, cắt cây tỉa dành, tỉa răm các thứ rất là ngon luôn nhá. Đấy, các bác thấy không? Giá thì sẽ là 160.000. Lên mã giúp cho em đó là kéo hộp đỏ nhá. Đấy, nó đựng trong cái hộp màu đỏ như này. Lên cho em là kéo hộp đỏ này. Kéo hộp đỏ, giá sẽ là 160k. 160k cho một con kéo hộp đỏ như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn, 160.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái bộ khẩu 12 chi tiết này. Đây nó sẽ là một cái bộ khẩu như này, bao gồm cho các bác là 12 chi tiết nhá, 12 chi tiết. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật và bên em thanh lý được trong các hệ thống siêu thị mới tinh, chưa qua sử dụng. Hàng siêu đẹp, siêu chất cho các bác luôn. Các bác chả đi đâu mà mua được, ra cửa hàng mà mua được một cái hàng sản phẩm chất lượng như này mà giá hợp lý như này các bác nhá. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 10 đầu khẩu từ 8 đến 24, một tay công và một tay nối dài. Đây, các bác có thể sử dụng trực tiếp như này, rất là tiện này các bác này. Đấy, các bác có thể cho trực tiếp như này cho em. Đấy. Cho trực tiếp như này các bác nhá. Đấy, hoặc là các bác có thể dùng qua cái tay nối dài. Con này thì nó sẽ là một cái tay công loại cỡ lớn nhá, có đảo chiều cho các bác luôn. Có xoay nhanh, có đảo chiều này. Các bác không dùng trực tiếp thì mình có thể dùng qua cái con nối dài này cho em này. Đấy, qua con nối dài này cũng rất là ok luôn. Đây các bác nhá. Đó, dùng qua con nối dài này cho em. Đó, đây, qua con nối dài này rất là tiện này. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em nó là bộ khẩu 12 chi tiết nhá. Đấy. Bộ này thì sẽ có cho các bác là 12 chi tiết. Bao gồm là 10 đầu khẩu, một tay công và một tay nối dài. 10 đầu khẩu này, một tay công và một tay nối dài như này. Đấy, bộ khẩu 12 nhá. Lên cho em là bộ khẩu 12. Bộ khẩu 12 này. Bộ khẩu 12. Khẩu 12 giá của nó sẽ là 160k nhá. 160.000 cho cái bộ khẩu 12 này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là con máy thổi bụi điện nhá, thổi bụi bằng điện. Con này thì nó sử dụng bằng điện và rất là khỏe luôn. Con này thì nó là cả chức năng là cả hút cả thổi luôn. Đấy, đầu tiên là chức năng thổi này, thổi các bác lắp vào đây cho em. Thổi cực kỳ là mạnh luôn. Con này thì sử dụng điện 220V nhá, điện 220V. Và nó thổi rất là mạnh luôn, công suất của nó thì khoảng 700W nhá, thổi rất mạnh luôn các bạn này. Các bác thấy không? Đấy, đấy thổi này, tao xem nó thổi này. Thổi kinh khủng luôn các bạn. Thổi khủng khiếp luôn. Đấy, thấy chưa? Đây, thổi này. Các bác thấy không? Đây, đấy. Cho cái chiếc bóng này thổi thử cho bác xem nha các bác này. Đấy,
Đấy, thổi rách cái bóng luôn các bạn này. Đấy. Đấy, thùng cái bóng luôn rồi nha. Ngoài chức năng thổi thì nó sẽ có chức năng là hút này. Hút thì các bác đảo cái chiều này cho em. Đấy, đảo chiều này cho em là nó sẽ chuyển sang hút này. Đấy, đảo cái này là chuyển sang hút nhá. Đây. Hút rất là mạnh các bạn. Đấy. Hút này. Hút rất là mạnh các bạn. Đấy thì hút thì nó sẽ có cho các bác là cái phần cái ấy như này. Cái phần cái đầu này các bác lắp vào đây cho em. Đấy. Hút bụi, hút rác này. Con này các bác chuyên dùng để mình thổi bụi thì cực kỳ là ok luôn. Công suất của nó thì khoảng 700W nhé. Con này thì rất là mạnh luôn. Chuyên để hút thổi bụi. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có... Các bác lên cho em là hút thổi bụi điện nhá. Hút thổi bụi này. Đấy, thổi bụi. Chạy bằng điện nhá. Chạy bằng điện. Giá sẽ là 260 cành nhá. 260.000 thì con hút thổi bụi điện như này. Rồi ok. Cảm nó đi. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Chào các bác, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra công ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên hôm nay bên shop về cho bác đó là cái nồi cơm nhá. Thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, nồi của Cúc Cu và nồi của Sáp. Thì nồi của Sáp thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan và nồi Cúc Cu thì nó sẽ là hàng sản xuất của Hàn Quốc nhá. Nồi Cúc Cu của Hàn Quốc. Thì đầu tiên em lên cho bác cái nồi của Sáp trước các bác này. Đấy. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác cứ mua đủ 200.000 là được bao ship thôi. Nó đơn giản với tôi các bác nhá. Thì đây nó sẽ là một cái nồi của Sáp này. Đấy, nồi của Sáp các bác nhá. Đó, nồi của Sáp đây. Và rất chất lượng cho các bác luôn. Con nồi của Sáp này thì đây là cái vỏ của nó này. Đấy. Của nó sẽ là 900W này. 900W sử dụng là điện 220V. Công suất của nó là 1,8 lít nhá. 1,8 lít. Hàng thì nó sẽ là hàng của Sáp nhá. Hàng của Sáp. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là nồi Sáp nhá. Giá của nó sẽ là 500.000 và bao ship này. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp nhá. Nồi cơm Sáp này, giá của nó sẽ là 500k nhá. 500k và bao ship tận nhà cho bác luôn. 500.000 trong con nồi cơm như này. Bao ship tận nhà, các bác có thể là nhận hàng, kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Thì sản phẩm nó sẽ là một cái mẫu nồi, nồi như này và màu của nó sẽ là màu đen nhá. Màu của nó là màu đen. Đây. Đấy, đây các bạn này. 900W 1.8 sử dụng điện 220V. Màu là màu đen nhá. Rất là đẹp các bạn này. Các bác nhấn lấy ra cho em này, mở ra này. Ở trong thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này, một cái khay hấp này. Một khay hấp này. Tiếp theo là đến cho các bác là một cái môi này, một cái môi rất là đẹp luôn. Con này thì rất là đẹp, môi rất là đẹp nhá, cứng cáp và chống dính nhá. Tiếp theo là một cái ô đong gạo này, một ô đong gạo này. Tiếp theo nữa là cái dây cắm này, dây cắm nguồn này. Đấy, rồi nó sẽ là một con mâm rất là dày luôn nhá. Dày cong cong này các bác này. Đấy. Khá là dày luôn, dày cong cong này các bác này. Đấy. Con này các bác nấu cơm thì cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, nồi của nó là sẽ thuộc dạng là nồi kiểu nồi niêu như này. Nồi niêu ôm vòm như này thì giữ nhiệt tốt này, giữ nhiệt tốt. Mâm thì rất là dày luôn. Đấy. Nồi bằng nhôm nhá. Nồi bằng nhôm rất là dày luôn. Và mâm của nó cũng khá là chắc chắn và dày dẫn nhá. Đấy, mâm khá chắc chắn dày dẫn này. Mâm của nó là khá chắc chắn và dày dẫn cho các bác luôn. Đấy. Và của nó là dòng quai sách như này thì các bác yên tâm sử dụng nhá. Quai sách này, hàng thương hiệu Sáp này. Đấy, hàng thương hiệu Sáp nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác chỉ cần kéo lẫy này cho em là xong này. Kéo lẫy này là xong. Đó, nồi của Sáp rất là ngon lành như này, hàng có thương hiệu. Đây, mở nắp ra các bác này. Đấy. Giòn giết cực kỳ là ngon luôn. Khi dùng thì chỉ cần nhấn lẫy này cho em là xong. Đó, chín thì nó sẽ dơ le, nó sẽ tự nảy nhá. Đó. Dung tích của nó thì sẽ là 1.8L nhá, 1.8L. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi cơm Sáp nhá. Nồi cơm Sáp. Giá của nó sẽ là 500.000. 500.000 cho một em nồi cơm Sáp như này. Rất là ngon lành, hành đào cho các bác sử dụng để mình nấu nướng trong cái sinh hoạt hàng ngày nhá. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp. Vỏ của nó thì bằng nhựa ABS nhá. Bằng nhựa ABS giữ nhiệt tốt và rất là bền chắc chắn cho bác luôn. Màu đen. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu nồi Cúc Cu nhá. Hàng thương hiệu Cúc Cu. Và hàng này thì nó sẽ là sản xuất tại Hàn Quốc nhá. Made in Korea này. Đấy, made in Korea, hàng sản xuất tại Hàn Quốc. Đấy, và con này thì nó sẽ là 1.8L nhá, 1,8 lít này. Đấy, nó cũng giống như con nồi ấy thôi, giống như con nồi cúc, nồi Sáp thôi. Đấy, nhưng mà dòng này thì nó sẽ là nồi của Cúc Cu nhá, nồi của Cúc Cu. Đó, và cũng là dòng lẫy đóng ngắt này các bạn này, lẫy đóng ngắt này. Rất đẹp cho các bác luôn, hàng của thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc nhá. Sản xuất tại Hàn Quốc, cũng sử dụng điện 220V. Đấy, ở đây mâm miếc của nó cũng khá là dày luôn. Con này mâm rất là dày và con này thì nó sẽ không có cái đây rất là dày các bạn này. Đấy. Rất là dày luôn.
rất dày nhá. Đấy, tiếng kêu của nó rất là đã luôn, cũng có mồi nhá. Con này thì nó sẽ không có khay hấp đâu. Đấy, con nồi của thằng Cúc Cu này thì không có khay hấp nhá. Và khá là dày dẫn luôn, mâm cũng rất là ôm như này các bạn này. Đấy, mâm rất là ôm. Đấy, nói chung là cũng là khá là dày dẫn và đẹp. Và cũng như cái mẫu bên kia, đấy, mẫu của Sáp, nhưng mà nó hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhá. Còn con Sáp thì nó sẽ là nồi của Nhật. Đấy, nồi của Nhật, còn con này thì của Hàn Quốc. Cũng quay sách quay đeo như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đây, Korea các bác này. Đấy, Korea nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã cho em là nồi cơm Cúc Cu nhá. Đấy, nồi cơm Cúc Cu, giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Nồi Sáp thì sẽ là, à nồi Sáp là 500, còn nồi Cúc Cu, lên cho em là nồi Cúc Cu nhá. Nồi Cúc Cu này, nồi Cúc Cu giá của nó sẽ là 495k nhá. 495k cho con nồi Cúc Cu. Đấy, còn con nồi Sáp thì giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Hai con này thì chỉ lệch nhau có 5.000 thôi. Thì các bác lấy con nào thì lấy các bác nhá. Đó, con nồi của Sáp đây. Phát lên cho em là nồi của Sáp nhá. Nồi Sáp thì sẽ là, nồi Sáp thì sẽ là 500. Và nồi Cúc Cu này thì sẽ là 495.000 các bác nhá. 495.000. Đó, thì các bác muốn lấy mã nào thì lấy. Đây rồi, em Phạm Huấn lại quay trở lại các bác nhá. Đó, và các cái mã hàng của bên em thì cũng vẫn lai dai gửi tới các bác đầy đủ các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng giúp cho em để tránh cái việc không nhận hàng. Thì hôm nay em sẽ về một số các mã hàng công nghệ để gửi tới các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Đó. Đầu tiên thì em lên cho bác đó là cái tai nghe hàng của thương hiệu iPhone nhá, tai nghe của iPhone như này. Đấy, EarPod Pro này, hàng của thương hiệu iPhone. Con này thì đặt này hàng về cho các bác cái giá siêu tốt luôn. Đó. Giá siêu tốt cho bác luôn nhá. Hàng thì nó sẽ là sản xuất ở Nhật nhá, sản xuất ở Nhật và giá cực kỳ là ưu đãi cho anh em các bác luôn, chỉ có 150.000 cho một cái con tai nghe không dây iPhone như này. Đó, 150k nhá, 150.000 các bác này. Giá rất tốt cho bác luôn. Đấy. Khi anh em các bác nhận được hàng thì nó sẽ là hàng nguyên siêu nhá. Đấy, bác nào mà nhận được cái hàng mà em bóc rồi thì các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Đây. Đấy. Design by in California nhá. Đó. Và hàng thì công nghệ của Mỹ và sản xuất ở Nhật Bản nhá. Đây. Made in Japan các bác này. Đó, made in Japan các bác này. Đó, đây. California này, made in Japan này. Đó, đây các bác nhá. Đó, made in Japan. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó, hàng của Nhật. Và đây nó sẽ có cho các bác là hai con tai nghe như này, tai bên trái, tai bên phải, một đốc sạc này, và kèm thêm cho các bác là bốn cái miếng lót này, bốn cái miếng lót như này để các bác cho vào phù hợp cái loại tai nào, tai to, tai nhỏ. Đấy, cho các bác lắp vào cho em. Đó, bốn miếng lót này, một cái cáp sạc này. Đó, một cáp sạc như này. Bây giờ nếu các bác mua một cái cáp chính hãng này thôi cũng đã phải là tiền trăm rồi. Thế mà đây combo cho các bác này, một tai nghe này, bốn miếng lót, một cáp sạc như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất ưu đãi luôn. Đó, đây. Về nhà các bác có đầu cắm như này, về nhà các bác cắm cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Rất ngon lành cho các bác luôn. Made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn nhá. Đó, đốc sạc luôn. Giá thì chỉ có cho anh em các bác là đây, nguyên cái sách hướng dẫn của nó cũng đã dày cả tệp rồi các bác này. Đấy. Giá chỉ có 150 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là tai nghe iPhone không dây nhá. Đấy, tai nghe iPhone không dây. Giá sẽ là 150.000. Đó, tai nghe này, tai nghe iPhone này không dây này, giá sẽ là 150k nhá. 150k cho con tai nghe iPhone không dây như này. Tiếp theo thì nay bên shop sẽ về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là các cái mã điện thoại. Thì bên em đang có 3 mã. Thứ nhất là điện thoại một sim. Đấy, dòng này của nó sẽ là của thương hiệu Nokia, một sim. Thì combo cho bác sẽ bao gồm cho các bác là một điện thoại, một cục pin và một cục sạc đầy đủ cho bác như này. Đấy, đầy đủ cho bác như này. Đây, chân sạc của nó đây các bác này. Đấy, chân sạc đây, cắm vào cho em. Đó, đây chân sạc đây nhá. Đấy, cắm vào đây này. Đấy, combo cho bác luôn, một điện thoại, một cục sạc và một quả pin như này. Về nhà các bác lắp pin vào cho em là mình sử dụng thôi. Đấy, lắp pin vào đây cho em là xong. Đó, lắp pin, lắp sim vào. Hàng của thương hiệu Nokia nhá, Nokia. Đó, và cái giá thì sẽ là 150.000 cho con điện thoại một sim như này nhá. 150k, bật nguồn lên cho em là xong. Đó, Nokia các bác này. Đó, rất là ngon luôn nhá. Đó, điện thoại một sim của Nokia, giá sẽ là 150.000. Đó, 150k nhá. Tiếp theo thì con này thì các bác lên cho em là điện thoại một sim nhá, điện thoại một sim. Giá của nó sẽ là 150k thôi.
giá siêu tốt cho bác luôn, 150k cho con điện thoại một sim như này. Điện thoại một sim 150.000. Tiếp theo là sẽ là con điện thoại hai sim nhá. Con này thì nó sẽ là dòng điện thoại hai sim. Đó. Con này sẽ là dòng của Nokia 105 và dòng hai sim. Thì nó sẽ bao gồm cho bác là một điện thoại. Đấy, một điện thoại nó sẽ to hơn một chút. Một điện thoại. Đây, một cục pin như này. Pin của Nokia này. Đấy, một pin của Nokia và một cục sạc như này. Đấy, combo cho bác là 3 món như này, một điện thoại, một pin và một sạc. Giá sẽ là 230.000 nhá. 230.000 cho một cái bộ một cái combo như này và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng, lắp sim và thanh toán. Con này nó sẽ là dòng 2 sim. Thì lên mã giúp cho em đó là điện thoại 2 sim nhá. Giá sẽ là 230k nhá, 230k và bao ship cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một cái mã rất là hot, đó là con điện thoại 4 sim. Đấy, 4 sim, hàng rất là đẹp luôn. Con này thì các bác có thể dùng thoải mái luôn. Đây. Đấy. Và dòng này nó sẽ là dòng bàn phím nhá. Đấy, bàn phím như này. Và có kèm cho các bác một cái cáp sạc như này nhá, một cáp sạc như này. Đấy. Và một cái ốp luôn. Lô này thì về có ốp nhá, có lô thì không có ốp đâu. Em cũng nói thẳng thế luôn để các bác khỏi phải lan tan. Lô này cũng có ốp luôn, rất là đẹp này. Đấy, có ốp, các bác lắp cái ốp này vào cho em này. Đấy, các bác thấy không? Đấy, lắp ốp vào này, rất đẹp luôn nhá. Lắp ốp vào vừa vạn sinh luôn. Đấy, điện thoại rất là đẹp luôn. Và về nhà thì các bác lắp sim vào cho em. Ở đây nó sẽ có kèm cho các bác một cái cáp sạc rất là to như này. Và đây là cái khay sim của nó này. Lắp một phát 4 sim luôn. Bác nào nhiều sim lắp vào cho em, một phát 4 sim luôn nhá. Đó. Okay. Quả táo các bác này. Đấy, rất đẹp luôn. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 sim nhá. Đấy, bật lên các bác này. Đó. Bật lên cho em, rất là ngon luôn. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 sim. Đó. Giá sẽ là 450.000 nhá, 450.000 cho một con điện thoại 4 sim như này, 1 2 3 4 sim này. Đấy, rất tiện ích luôn nhá. Đó, con này thì pin của nó rất là trâu luôn, cho nên các bác dùng rất là thích luôn. Pin trâu lắm các bạn, dùng cho nên dùng thoải mái luôn. Đó, và giá thì sẽ là 450.000. Ở đây nó sẽ có thêm cho các bác là một con đèn pin nhá, con đèn pin này. Đấy, đây nó là một con đèn pin luôn chứ không phải là đèn led đâu. Đấy, một con đầu dọi như này có đèn pin này, các bác có thể dùng để ban đêm mình sử dụng này. Đó, rất sáng nhá, sáng lắm luôn các bạn. Đây, sáng chói chang luôn. Nó sẽ là một con đèn pin như này. Đấy, một con đèn pin nhá, nó có cái độ dọi nhất định luôn chứ không phải đèn led đâu. Giá sẽ là 450.000 nhá, 450.000. đó, 450.000. đó, thì lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 sim. Con này là có tới 4 sim cho anh em các bác luôn. Đó. Điện thoại 4 sim. Giá sẽ là 450k nhá, 450k. Cho con điện thoại 4 sim như này. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 sim này. Giá sẽ là 450k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòi cam xanh. Thì nó sẽ có hai màu, màu cam và màu xanh như này, cho nên là bên em lên mã nó là vòi cam xanh. Đó, màu cam màu xanh như này, lên mã là vòi cam xanh luôn. Và cái giá thì chỉ có 50 cành thôi. 50 cành cho một em như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là hai vòi. Đấy, vòi đằng trước, vòi đằng sau, kết nối bằng đồng như này, rất đẹp này. Đó, và có cái phần gen này để các bác xoáy ra xoáy vào để kết nối với các cái hệ thống vòi khác, nó cũng rất là tiện ích. Giá thì sẽ là 50k. Giá rất hợp lý các bác luôn. Lên cho em vòi cam xanh nhá. Giá sẽ là 50k. 50.000 cho một con vòi cam xanh như này. Đấy, đây các bạn này, rất tiện ích luôn. Vòi cam xanh, giá sẽ là 50k cho một chiếc vòi cam xanh như này, rất ok luôn. Tiếp theo thì hai bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chảo ốp la nhé. Chảo ốp la thì khi bên em gửi hàng cho các bác là nó rời như này về nhà, các bác tự lắp vào cho em và có sẵn ốc đây rồi, có sẵn ốc rồi nhá. Chỉ cần xoáy ốc ra, lắp cái này vào là xong. Đó, xoáy cái ốc này ra cho em, sau đó thì mình lắp vào cho em là xong, lắp cán vào cho em là xong. Chảo thì đường kính của nó vào khoảng là 25-27 cm. Và nó sẽ có cho các bác là tráng đá chống dính này. Đấy, tráng đá. Tráng đá chống dính thì các bác biết rồi, cái công nghệ tráng đá chống dính là một trong những công nghệ siêu hiện đại bây giờ rồi. Để chống dính cực kỳ là tốt luôn. Tráng đá chống dính này. Đấy, và sẽ có cho các bác là 4 cái ô như này để các bác buổi sáng này mình tráng trứng nó rất là tiện, nó không bị văng, bị bẩn này. Đấy, thích hình tròn thì cho hình tròn, thích hình màu trái tim cho trái tim, và các bác chỉ cần cho dầu vào cái ô này thôi. Sau đó ví dụ các bác tráng hai quả thì cho hai ô này thôi nhá. Đấy, thứ nhất là nó không lãng phí dầu này, rửa giấy vệ sinh nó tiện này.
và sẽ có cho các bác là quai như này, cầm rất là ngon luôn, quai bằng nhựa, chống nóng rất là tốt. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? 80.000 thôi. Đấy, giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em đó là chảo ốp la 80.000 nhá. Đó. Chảo ốp la giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bàn là hơi nước mini. Đó, hàng của Nhật và sử dụng điện 220V. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bàn là hơi nước mini nhá. Giá sẽ là 135.000. Gang của nó cực kỳ dày luôn, nóng siêu nhanh luôn. Chỉ bật một tí cái là nóng luôn. Đó, và đây cái phần này là cái phần để các bác chiết nước vào đây. Tháo cái nắp này ra cho em, tháo cái lẫy này ra, cho nước vào cái quai này. Sau đó thì mình cho vào, đậy vào cho em. Đấy, khi mình bơm thì mình ở đây ấn như này, bóp này là hơi nước nó sẽ ra. Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Dây rất là dài và dây vải an toàn nhá. Có điều chỉnh tăng giảm nhiệt độ nhá. Bàn là mini thôi nhưng mà đầy đủ công năng, tính năng sử dụng luôn. Tăng giảm nhiệt độ rồi, nói chung là đầy đủ các tính năng như này. Mà giá thì chỉ có cho các bác là 135.000. Đấy, 135.000 cho một con bàn là hơi nước mini như này. Con này thì siêu tiện dụng luôn, sử dụng điện 220V. Công suất của nó thì nó sẽ vào khoảng là 700W nhá, 700W. Nóng rất là nhanh và rất là tiện để cho các bác sử dụng. Đây, đấy các bác nhá, nóng rất là nhanh luôn. Đây. Con này thì hàng xuất đi khá là nhiều nước luôn này, Anh, Pháp, Mỹ này. Đấy, Italia, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. Đấy, xuất đi rất là nhiều nước luôn. Và cái giá thì rất là hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là bàn là hơi nước mini. Giá sẽ là 135k. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại. Bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa phanh đĩa nhá. Đấy, khóa phanh đĩa, con này nó rất là tiện luôn. Đấy. Thì các bác sử dụng nó rất là đơn giản thôi. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái củ khóa như này. Nó chỉ dài to độ khoảng bằng hai ngón tay này thôi nhưng mà rất hữu ích luôn. Đặc biệt là những cái xe dòng xe đắt tiền thì các bác nên có một cái khóa như này. Đấy, các bác chỉ cần là sập vào cái phanh đĩa của mình là xong. Rút ra này, sập vào này. Đấy, con này các bác có thể bỏ túi quần, túi áo này, bao lô này hoặc là đi học đi làm đi đâu cũng được, các bác chỉ cần sập vào này cho em là xong. Đó, sập vào như này là chấm hết luôn nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đấy, các bác chỉ cần khóa vào cái xe, phanh xe của mình là xong. Giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là khóa phanh đĩa nhá. Giá hả? Giá chỉ có 55.000 cho một con khóa phanh đĩa như này thôi. Giá siêu hạt rẻ luôn và cái công năng của nó thì ứng dụng được rất là nhiều cho nên là các bác nên mua. Lên mã giúp cho em đó là khóa phanh đĩa, giá sẽ là 55.000 nhá. Đây em sẽ có video thực tế. Nguyên lại đi mua khóa này về review xong lại còn làm mất cả chìa khóa nữa. Cái khóa này cũng mới hơn 50.000 thôi, mình thấy khá là tiện và tốt nên mới đăng clip review cho mọi người coi. Đây này, phải mất tiền mua mà anh em lại còn bảo tôi quảng cáo. Nhìn qua thì trông như cái cục sắt bé tí đúng không, nhưng mà không, nó lại là ổ khóa để khóa đĩa xe. Cầm lai ở miền Bắc mình trộm cắp nhiều lắm, không giống như ở trong miền Nam các bạn kể với mình đâu, chỉ cần khóa vào đĩa phát một như này là xong rồi. Đây này, đố hôm nào dắt ở xe đi đấy. Nhưng như thế này dễ quá, mình sẽ dùng búa tạ đập thật mạnh vào cái khóa này. Nhà nó cầm búa tạ đập vỡ cái bê tông như này mà cũng chẳng xi nhê gì. Mình đã tính đến trường hợp thử cưa rồi, nhưng cái khe ở khóa này nhỏ quá, không có cái cưa nào vừa được đâu. Mà cái này tiện phết, nhỏ gọn, đi đâu nhét vào túi được luôn. So với những con khóa càng cồng kềnh tốn diện tích thì mình thấy cái khóa này nhỏ gọn hơn nhiều. Nếu như mọi người cũng thích cái khóa này thì có thể bấm vào giỏ hàng góc bên tay trái mà đây. Đấy các bạn nha, chỉ có 55.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vòi nối này các bạn này. Đấy, con này nó sẽ là một con vòi như này. Có điều chỉnh cho các bác các cái chế độ là vòi hoa sen và vòi tự động, rất đơn giản thôi. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào cái đầu các cái kết nối các cái đầu vòi cho em. Sau đó thì mình điều chỉnh này, chế độ nước thẳng và chế độ nước hoa sen. Có thể ngoắt nghéo như này để các bác có thể rửa ráy vệ sinh rất là ok nhá. Đó, lên mã giúp cho em là vòi nối. Con này thì bao nhiêu nhỉ? Giá của nó sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một con vòi nối như này. Đó. Các bác cũng thông cảm với em, giờ đợt này nó đãng trí rồi cho nên là không nhớ được giá cho nên là phải hỏi các bác nhá. Đó. Còn các bác bảo hỏi nhiều đừng quay nữa. Đấy, đây thì con này giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một con vòi nối như này. Đấy, về nhà các bác nối vào để mình rửa bát rửa đũa rất là tiện luôn. Rồi ok.